Chương 441, quy tắc thay đổi, muốn thi đấu trên võ đài, trước hết giao nộp 10.000 nguyên tinh, đạt được 10 thắng liên tiếp, có thể trả nguyên tinh, cũng có tư cách tiến vào vòng kế tiếp, mặt khác, nếu có thể ở trên đài đứng một canh giờ, cũng có thể coi là 10 thắng liên tiếp, đây là tư cách thi đấu, kéo dài 3 ngày, sau 3 ngày tiến hành đấu bán kết, do các võ giả đạt được 10 thắng liên tiếp tiến hành đào thải chiến, người cuối cùng thắng được chính là rể hiền của Giang Gia. Biết được tin tức này, Da mặt của Lăng Hàn không khỏi co giật, thầm nghĩ Linh Bảo Các thật biết kiếm tiền, ngay cả một luận võ chọn rể cũng có thể chỉnh ra như vậy. Trước tiên đấu vòng loại, sau đấu bán kết, quả thực xem như thiên kiêu chiến a, nhưng không thể không nói, cái này so với trước thì hấp dẫn người hơn nhiều, tình hình trận chiến càng thêm kịch liệt, mà giang gia cùng Linh Bảo Các cũng có thể kiếm một món hời, vé vào cửa, phí dự thi đều đủ để kiếm được bồn mãn bát giật, người thực lực không đủ đương nhiên sẽ không lên đài khiêu chiến, này là phải trả một vạn nguyên tinh a à. ai có tiền tiêu xài như thế, mà đấu vòng loại chỉ có ba ngày mà thôi, tự nhiên không thể đợi đến ngày thứ ba mới đi tham chiến. Vạn nhất thời gian không đủ thì sao, nhiều cường giả xuất hiện, Dương Quân Hảo, Lỗ Dương, Vũ Côn Lôn dồn dập ra tay, bọn họ nắm giữ sức chiến đấu tuyệt đối, bởi vậy không người dám tiến lên khiêu chiến, để bọn họ chỉ đứng một canh giờ mà thôi, liền thuận lợi tiến vào đầu bán kết ngày hôm nay Lăng Hàn không có ý định hành động, bởi vì hắn vẫn chưa có dịch dung, liền xem cho vui đi, ngày thứ nhất kết thúc, nhân vật trên thiên kiêu bảng xếp hạng cao dồn dập thăng cấp, mà rất nhiều nhân vật thành danh nhiều năm cũng ung dung bước vào vòng sau. So ra, những nhân vật trên thiên kiêu bảng giới trước càng mạnh mẽ hơn, dù sao cũng tu luyện nhiều hơn mấy năm a à, ở dưới sinh hoa cảnh, là không chịu nổi mấy năm thời gian a à. ngày thứ hai, Lăng Hàn dịch dung mình thành Hàn Lâm, cũng tách bọn người lưu vũ đồng ra đơn độc tiến vào đại đấu thú tràng, hắn nộp một khối nguyên tinh, tiến vào giữa trường, lăng đại sư, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một âm thanh yểu điệu. Lăng hàn xoay người lại, giả vờ kinh ngạc nói, người gọi ta phải không, ân nụng lộ ra vẻ kinh ngạc, người này lại không phải lăng hàn, nàng cười nhạt nói, thật không tiện, ta nhận lầm người, nàng lầm bẩm nói, sao giống như vậy nhỉ, lăng hàn thở dài, hắn chỉ dịch dung mặt, không có thay đổi hình thể. Người quen thuộc từ phía sau lưng xem rất dễ dàng nhìn lầm, ngạo phong như vậy, hiện tại ân hồng cũng như thế. Lăng Hàn đi tới chỗ ghi danh, lấy ra 10.000 nguyên tinh, cũng báo lên thân phận của hắn. Hàn Lâm, 20 tuổi, đến từ Phục Vân Sơn, hắn bắt được một khiêu chiến bài, nói rõ hắn đã giao phí, chờ sau đó đi khiêu chiến, chỉ cần nộp tấm khiêu chiến bài này lên là được. Hơn nữa, đợi lát nữa nếu như hắn thắng 10 chàng, cũng phải dùng tấm khiêu chiến bài này đi lấy 10.000 nguyên tinh về. Làm mất, vậy xin lỗi. Ngươi tự nhận xui xẻo đi, hắn tự nhiên không có gì phải khách khí, vừa vặn có một đôi kết thúc chiến đấu, hắn lập tức nhảy lên võ đài, khiêu chiến bài, trọng tài lập tức đưa tay về phía hắn, Lăng Hàn ném khiêu chiến bài tới, đối phương tiếp nhận, nghiệm chứng một phen, sau đó gật gù nói, "Bắt đầu đi, tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn tự mình xuống, thay ta tiết kiệm chút nguyên lực đi." Đối thủ là một tráng hán khoảng 30 tuổi, thân hình cao lớn cao hơn người bình thường ít nhất phải hai cái đầu. Hiện tại dám lên võ đài khiêu chiến, khẳng định đều là người có thực lực. Người này là thần thai cảnh, mặc dù mới chỉ thần thai tầng 1, nhưng dưới 40 cũng có thể xem là cao thủ. Hắn tu luyện nhiều hơn chừng 10 năm, đây chính là ưu thế thật lớn. Tự nhiên tự tin tràn đầy, Lăng Hàn cười nhạt nói, tại sao không phải ngươi lăn xuống? Tiểu tử vô chi, người kia hư một tiếng nói, quên đi, ngược lại một quyền là được, không đáng kể, có điều nếu ngươi không nghe lời vậy ta liền giết ngươi hắn dương quyền nặng nề đánh tới lăng hàn trong ánh mắt của lăng hàn lướt qua một đạo sát khí đã như vậy vậy hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình hắn tiện tay đấm ra một quyền oanh nguyên lực đáng sợ cuồn cuộn từng đạo mạch văn mở ra Ông ánh phát quang oanh cái gì không thể nắm đấm của người kia chỉ vừa tiếp xúc với lăng hàn liền nổ tung xương máu bắn bay nắm đấm của lăng hàn cũng đập đến trước người hắn nguyên lực khủng bố rung động, trực tiếp oanh hắn thành mưa máu. Hí, trên thính phòng hoàn toàn tĩnh mịch, đường đường cao thủ thần thai cảnh lại bị một quyền đánh nổ. Đây cũng quá khuếch đại đi, nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, mọi người ngồi ở chỗ này không phải vì xem hình ảnh máu tanh. Bạo lực như thế sao? Hàn Lâm thắng, trọng tài nhìn tên trên khiêu chiến bài, lớn tiếng tuyên bố, Hàn Lâm, Hàn Lâm là ai? Mạnh như vậy đủ để tiến vào 20 vị trí đầu của thiên kiêu bảng nhưng rõ ràng chưa từng thấy hắn ta biết người này là tân thu đệ tử năm ngoái của đông nguyệt tông vừa vào tông liền chiến bại ngạo gia thất tử cái gì ngạo gia thất tử cũng không phải là đối thủ của hắn chẳng trách hắn lợi hại như vậy một quyền liền đánh nổ thần thai tầng một kỳ quái tại sao hắn không tham gia thiên kiêu chiến có lẽ là đông nguyệt tông không muốn hắn che khuất hào quang của ngạo gia thất tử mới không cho hắn tham gia không sai ngạo gia lão tổ là linh anh cảnh nếu hắn lên tiếng coi như Hàn Lâm lại thiên tài cũng chỉ có thể nhịn. Mọi người trên khán đài nghị luận sôi nổi, mà sắc mặt của ngạo gia thất tử cũng trở nên khó coi. Không nghĩ tới Lăng Hàn lại xuất hiện ở đây, bọn họ đều bị Lăng Hàn đánh gãy hết răng, tuy hiện tại đã mọc lại, nhưng nỗi đau kia sao có thể quên mất. Hơn nữa, đối phương còn giết em gái của bọn họ, phụ thân đại nhân không giết tiểu tử này sao? Bảy người đều tràn ngập nghi hoặc, lấy khả năng của sinh hoa cảnh, không chỉ không thể giết một tiểu tử linh hải cảnh, thậm chí còn để hắn đột phá thần thai, hơn nữa, mới đi qua bao lâu, người kia liền bước vào thần thai cảnh, tốc độ này quá đáng sợ. Lăng Hàn đứng trang nghiêm, chờ đợi người khác khiêu chiến, chỉ là vừa nãy một quyền của hắn uy lực quá kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn không người tiến lên khiêu chiến, coi như có mấy người tự tin không kém gì Lăng Hàn, cũng không có ý định ác chiến với hắn, dù sao quy tắc thi đấu thay đổi, không cần phải tranh đấu vô vị như vậy, cho đến khi một canh giờ sắp tới, mới thấy có một người nhảy lên võ đài đây là một trung niên bạch diện không dâu tóc pha xương mờ mịt thật giống như đã đi về phía tuổi già nhưng xem làn da của hắn bóng loáng căng mịn lại không giống cao tuổi chút nào ô, khoái kiếm dương thất trên khán đài có người kinh hô thật là hắn nghe nói người này không nên hư danh rõ ràng có thực lực vào thiên kiêu bảng nhưng chưa từng tham gia thiên kiêu chiến nhưng một tay khoái kiếm lại kinh thế hãi tục có người nói trong cùng cảnh giới không người nào có thể phòng được khoái kiếm của hắn Mặc dù có chút khuếch đại, nhưng đủ để chứng minh thực lực của hắn, lần này có trò hay để nhìn, từ 5 năm trước khoái kiếm Dương Thất liền bước vào thần thai, lấy thiên phú của hắn, hiện tại làm sao cũng phải là thần thai tầng 4 tầng 5 chứ. Kha kha, xem ra vận khí của Hàn Lâm này không tốt rồi. Chương 442, tất cả mọi người không coi trọng Lăng Hàn, tuy một quyền của hắn rất mạnh, nhưng giết chết chỉ là thần thai tầng 1, không giống khoái kiếm Dương Thất, thanh danh hiển hách ở trong tay hắn không biết chém xuống bao nhiêu thần thai cảnh dương thất làm thịt hắn không nên để cho chúng ta thất vọng trên khán đài có người hung lệ đã lớn tiếng gọi bọn họ tốn một nguyên tinh chính là muốn nhìn chiến đấu đẫm máu dương thất không hề bị lay động chỉ nhìn chằm chằm lăng hàn nói ngươi rất mạnh có tư cách để ta toàn lực chiến một trận há vậy ngươi có tư cách để ta ra tay toàn lực hay không đây lăng hàn cười cười nói thật hắn hy vọng trong thần thai cảnh có người có thể để hắn toàn lực ứng phó hiện tại hắn đã có loại cảm giác cô độc rồi xem kiếm dương thất ra tay soạt trong tay hắn không biết lúc nào có thêm một thanh kiếm thân kiếm mỏng như cánh ve tay hơi động mũi kiếm đã xuất hiện ở nơi vai trái của lăng hàn quả nhiên nhanh đến mức kinh người quá nhanh không hổ là khoái kiếm dương thất xong hàn lâm sẽ bị một chiêu kiếm thất bại mọi người dồn dập kêu lên chỉ là Dương Thất, đâm tới lại là vai trái mà không phải trái tim của Lăng Hàn. Điều này làm cho rất nhiều người thất vọng, chiêu kiếm này phải để người chết mới đẹp đẽ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, tay phải vồ một cái, kiếm của đối phương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Thất hoàn toàn biến sắc, kiếm của hắn sắp đến mục tiêu, đối phương là làm sao bắt được. Hắn vội rút kiếm, tự tin lấy tuyết rực kiếm sắc bén, đủ để gọt tay của Lăng Hàn thương nặng, nhưng hắn lập tức phát hiện tuyết rực kiếm giống như mọc rễ ở trong tay Lăng Hàn. Căn bản không nhúc nhích, Lăng Hàn chậm rãi giơ lên tả quyền. Hiển nhiên, hắn muốn một quyền đập tới. Dương Thất thấy rõ, hiện tại nếu hắn quang kiếm lùi về sau, có thể tránh cú đấm này. Nhưng thân là một kiếm khách, người còn kiếm còn, kiếm mất người mất, hắn không quang kiếm, chỉ dùng sức rút kiếm. Đáng tiếc, mặc dù hắn là thần thai tầng 6, nhưng sức mạnh lại còn không bằng Lăng Hàn. Làm sao cũng không cách nào rút kiếm lui ra ánh mắt hắn co lại đẩy kiếm về phía trước muốn đâm xuyên vai trái của lăng hàn nhưng cái này cũng là hy vọng xa vời bất quá dù sao dương thất cũng là cao thủ kiếm đạo hét lớn một tiếng trên mũi kiếm kích thích ra bảy đạo kiếm khí bắn về phía lăng hàn cách gần như thế ngươi làm sao trốn lăng hàn lộ ra một nụ cười căn bản không né chỉ hơi lệch đầu không để kiếm khí đánh trúng mắt xoạt 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 bảy đạo kiếm khí nổ đến chặt chẽ vững vàng nhưng hắn đã tu thành thiết bị thể, thể phách có thể so với tài liệu chu khí cùng cấp. Bảy đạo kiếm khí xẹt qua, ngay cả một vết thương cũng không có. Phốp, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Đây là sức phòng ngự kinh khủng đến mức nào? Kiếm khí, do sức mạnh của bản thân võ giả, lý giải đối với kiếm đạo, lại thêm vật dẫn kích phát tạo thành, dương thất chính là thần thai tầng 6. Sức mạnh tự nhiên không cần phải nói, khẳng định mạnh mẽ mà hắn có thể tu ra bảy đạo kiếm khí lý giải đối với kiếm đạo tự nhiên không kém. Cuối cùng, tuyết dực kiếm của hắn là linh khí cấp 5, tuyệt đối không kém, nhưng như vậy cũng không thể cắt ra một vết thương. Ta sát, cái này vẫn là người sao, ra mặt tên này là chân kim chế tạo sao, sao ngay cả kiếm khí cũng oanh không xấu. Phòng ngự như vậy thật làm cho người ta tuyệt vọng, ai có thể chém ra phòng ngự như vậy. Khán giả đều kinh ngạc thốt lên, có mấy người càng đánh mình, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng, nhưng không phải người nào cũng như vậy như Dương Quân Hảo, Lỗ Dương, Trư Toàn Nhi, Vũ Côn Lôn đều lộ ra vẻ hiếu chiến. Đối thủ như vậy đáng giá chiến một trận, bọn họ đều có tự tin trùng thiên, tin tưởng đánh nhau cùng cấp mình tuyệt đối vô địch. Lăng Hàn ra quyền, hoành, nệ ở trên mặt Dương Thất, nhất thời đập Dương Thất hôn mê bất tỉnh, đối phương không có sát tâm với hắn, bởi vậy hắn cũng hạ thủ lưu tình. Hàn Lâm thắng, trọng tài tuyên bố, đánh bại Dương Thất, tuy Lăng Hàn không thể tích lũy 10 tháng, nhưng thời gian đã đến một canh giờ hắn tự nhiên thu được tư cách tiến vào vòng kế tiếp hắn xuống lôi đài trở lại khu nghỉ ngơi nhưng rõ ràng tạm ứng được có mấy ánh mắt như thực chất chăm chú nhìn mình để hắn mơ hồ đau nhức cái này không phải trên thân thể mà là tinh thần chiến ý của đám người dương quân hảo quá mãnh liệt lăng hàn chỉ cười nhạt hiện tại trong thần thai cảnh còn có ai có thể tạo thành uy hiếp với hắn trừ khi là kiếm đế thiên phượng thần nữ xuất hiện một lần nữa trở lại thần thai cảnh mới có tư cách chiến một trận dù sao hắn có thể yêu nghiệt, bọn người kiếm đế cũng vậy, thiên kiếm tông chính là thượng cổ đại tông, có liên hệ với thần giới, kiếp trước chỉ có 7 người bước vào thiên nhân cảnh, có thể thấy được bọn người kiếm đế yêu nghiệt cỡ nào. Ngày thứ ba, Lăng Hàn không xuất hiện ở đại đấu thú chàng nữa, hắn không cần biết đối thủ vòng trong của mình là ai, có tuyệt chiêu gì, nói chung, ai, xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh bay là được, một ngày trôi qua, đấu bán kết bắt đầu tổng cộng có 49 người tiến vào bán kết, bởi vậy vòng thứ nhất sẽ có 15 người không chiến. Tự động tiến vào vòng thứ hai, mà 34 người còn lại sẽ phải từng đôi quyết chiến. Có điều, người nào không chiến cũng không phải rút thăm quyết định, mà do Giang Gia lựa chọn. Cái này đương nhiên không công bằng, nhưng ai bảo bọn họ là người cử hành luận võ chọn rể. Nắm giữ quyền lập quy tắc, bởi vậy, như Vũ Côn Lôn, Dương Quân Hảo, Tào Thiên Giật cùng người cũ trên thiên kiêu bảng đều không ngoại lệ đều vào vòng trong, thiên tài trẻ tuổi như Lăng Hàn, Lỗ Dương cùng như thế, hiển nhiên được Giang Gia xem trọng, không muốn để bọn họ ở vòng thứ hai liền loại mất. Đáng tiếc, Giang Gia chỉ có một chiếc chìa khóa, bằng không nữ tử kết hôn sẽ rất nhiều. Vòng thứ hai bắt đầu, danh sách 32 người cũng xuất hiện, tùy luận võ chọn rể chỉ có nam nhân mới được tham gia. Nhưng chỉ nhìn danh sách, vậy tuyệt đối còn trâu bò hơn thiên kiêu bảng khóa này. Mấy đời người đều tới, lại có siêu cấp yêu nghiệt như Lăng Hàn còn có một nhân vật khiến mọi người chú ý, nhưng không ai biết dáng dấp của hắn ra sao, bởi vì hắn mang một mặt nạ, vóc người nhỏ gầy, so với người bình thường rõ ràng thấp hơn nữa cái đầu. Tên của hắn gọi Trương Tam, này hiển nhiên là giả danh, Lăng Hàn nhìn lướt qua, liền có thể xác định tu vi của đối phương là thần thai tầng 9. Mơ hồ có loại khí tức để hắn căm ghét, vòng thứ hai bắt đầu, Lăng Hàn xếp ở trận thứ bảy đối thủ của hắn là Bạch Y Kiếm Vương Trầm Trung Thành mấy trận chiến trước kết thúc rất nhanh bởi vì quy tắc thi đấu mới là hết sức sắp xếp cường giả đánh người yếu mà lăng hàn đối chiến trầm trung thành là cho rằng lăng hàn ưu thế tuyệt đối hay thế yếu tuyệt đối đây lăng hàn lên võ đài nhìn trầm trung thành gật gù hắn có chút hào cảm với tên kiếm khách này xin mời trầm trung thành nghiêm nghị nói trước đó hắn thấy lăng hàn ra tay biết lăng hàn rất mạnh mẽ lăng hàn nắm tay nói xin mời trầm trung thành rút kiếm cheng một luồng ánh kiếm phóng lên trời, trong nháy mắt thêm ra bảy đạo kiếm khí, quét về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn đơn giản mà thô bạo, chính diện đón nhận, đề quyền đánh mạnh, oanh 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 oanh, chỉ đánh liên tục bảy quyền, ngay cả quyền khí cũng không vận chuyển, trường kiếm của Trầm Trung Thành liền bị hắn đánh bay, bại trận, chương 443, Trầm Trung Thành, xếp thứ 29 trên thiên kiêu bảng lần trước, khóa này tiến thêm một bước, chen vào 10 vị trí đầu, tồn tại thứ 8, tên bạch y kiếm vương kinh thiên hạ, lấy hắn chỉ chừng 20 tuổi, tương lai vô cùng có khả năng trở thành một trong mấy nhân vật thủ lĩnh của Bắc Vực. Nhưng thiên tài mạnh mẽ như thế, lại bị người đè đánh, ra bảy quyền liền bại trận, khái niệm này nghĩa là gì? Toàn trường ngơ ngác, tại sao Đông Nguyệt Tông có thể có một quái thai như vậy? Đánh nhau cùng cấp, bảy quyền oanh bại trầm trung thành, nếu tương lai trở thành linh anh cảnh, chẳng phải cũng có thể quét ngang cùng cấp, vô địch một thời đại sao? Ta bại, trầm trung thành ho ra máu tuy hắn không bị thương nặng nhưng ăn đòn rất thảm trong hai mắt tỏa ra chiến ý sáng quắc ta sẽ lấy ngươi làm mục tiêu một ngày nào đó sẽ đánh bại ngươi chúc ngươi may mắn lăng hàn cười nói thân phận của hắn là dùng không được mấy ngày sau này trầm trung thành muốn tìm một người không tồn tại chiến đấu ngẫm lại cũng đủ đáng thương trầm trung thành lại nhìn lăng hàn vài lần lúc này mới quay đầu rời đi trời ạ à, mạnh như vậy nếu như tên này tham gia thiên kiêu chiến Vậy tuyệt đối có thực lực, vấn đỉnh đệ nhất, nói không chắc người ta căn bản không thèm nhìn Thiên Kiêu bảng a. Đúng vậy, ta nhớ trước đó cũng có một mãnh nhân, một trưởng đánh ra sức chiến đấu của linh anh 20 tinh, nhưng người ta căn bản khinh thường tham gia. Cái gì? Linh anh 20 tinh, người đang nói đùa sao? Khà khà, người tùy tiện đi hỏi thăm một chút, chuyện này còn có người nào không biết, có thực lực như vậy, đương nhiên không cần tham gia Thiên Kiêu chiến. Chuyện này quả thật như cùng cháu đi thăm ông nội tự hạ thân phận, không nhất định, dựa theo người kia nói, hắn là vận dụng một linh khí, mới nắm giữ chiến lược như vậy, ừ ân, ta cũng tin tưởng thuyết pháp này, ở trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người, từng cuộc chiến tiến hành, cường giả lâu năm quả nhiên không có tu luyện uổng phí, coi như cùng cấp, sức chiến đấu tương tự, nhưng tu vi của bọn họ lại cao hơn, đều đạt đến thần thai tầng 9. Nhưng ở cảnh giới này dừng lại một quãng thời gian, đã nện cơ sở cực kỳ vững chắc, bởi vậy, rất nhiều cường giả lâu năm phá vòng vây, chỉ có số ít người mới dựa vào sức chiến đấu sắc bén hơn bộc lộ tài năng. Tỷ như Lỗ Dương, sức chiến đấu kinh người, còn có Dương Quân Hạo, mặc dù là lần thứ nhất tham gia thiên kiêu chiến, nhưng lấy tu vi thần thai tầng 9 đỉnh cao, cũng không có để lớp tráng niên độc lĩnh phong mang, lại thêm lăng hàn và người đeo mặt nạ kia, khi thế của thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn không kém. Vòng thứ hai kết thúc, vòng thứ ba bắt đầu ngay sau đó, lần này, đối thủ của lăng hàn là lỗ dương người thứ hai trên thiên kiêu bảng năm nay có thể đánh bại chư toàn nhi thực lực của lỗ dương tự nhiên không cần nhiều lời nhưng hiện tại hắn đối mặt là lăng hàn sức chiến đấu đã vượt qua thần thai cảnh có thể chắc tính hiển nhiên bi kịch đã định hắn và thú sủng hàn dương vân báo đồng thời lên đài đứng yên như núi lỗ dương vóc người khôi ngô trời rất lạnh nhưng vẫn bận áo ngắn lộ ra hai cánh tay trắng kiện như nham thạch đúc thành phảng phất tiện tay một quyền liền có thể đánh sơn băng địa liệt. Mà Hàn xương Vân Báo thì càng cao to uy mãnh, hình thể dài ba trượng, cao hai trượng, da lông trắng như tuyết, như tơ lụa tốt nhất, vừa thở ra, hàn khí bốn phía lập tức có xương lạnh ngưng tụ. Hàn Lâm, ta không thể không thừa nhận, ngươi là đối thủ mạnh nhất ta gặp được. Lỗ Dương nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ngươi đáng giá ta ra tay toàn lực, dù lúc trước trong thiên kiêu chiến, ta cũng không có sử dụng tuyệt chiêu, Nghe lời này, người trên khán đài đều khiếp sợ. Tên này vọt tới thứ hai trên thiên kiêu bảng, lại không ứng phó toàn lực. Còn có tuyệt chiêu, T, tại sao không sử dụng? Lẽ nào hắn không muốn vị trí thứ nhất sao? Sai rồi, nếu là tuyệt chiêu, khẳng định không thể dễ dàng vận dụng, bằng không bị người ta biết liền đề phòng trước. Hơm, dù trong thiên kiêu chiến ở thứ hai cũng không có gì. Ngược lại năm tiếp theo sẽ bài danh lần nữa. Chỉ cần hắn thể hiện ra đủ sức chiến đấu, vẫn có thể đột kích ngược thứ nhất bây giờ tranh cướp chìa khóa mở ra thập nhị thiên bí cảnh hắn không còn đắn đo nhiều nữa phí lời chỉ cần chiếm được truyền thừa trong đó tương lai có thể trở thành phá hư cảnh cái đánh đổi này ai cũng phải toàn lực ứng phó nha ta vốn tưởng rằng trận này hàn lâm thắng định nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ có chút hồi hộp kha kha có hồi hộp mới hay lăng hàn lộ ra một nụ cười nói há hy vọng ngươi sẽ không thất vọng hiện tại hắn vô địch cùng cảnh giới chính đang cô quạch như tuyết nếu có người có thể chế tạo phiền phức cho hắn, hắn ngược lại sẽ rất cao hứng, như người mong muốn, lỗ dương uy nghiêm đáng sợ nói, thân hình đột nhiên nhảy lên, giết tới lăng hàn, hai tay bắt ấn, quát, tam sinh tam diệt, sinh tử luân hồi ấn, quanh, trong song trưởng của hắn kết ra vô, số mạch văn nhỏ bé, hình thành từng ký tự cổ điển, sau đó dồn dập bắn ra, bao phủ về phía lăng hàn, chi chít ngợp trời, cắt đứt toàn bộ đường lui của lăng hàn, lăng hàn lộ ra vẻ thất vọng nói đây chính là tuyệt chiêu của ngươi sao? Hắn đấm ra một quyền, cực kỳ giản dị, nhưng sức mạnh vô tận rung động, oanh 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 oanh, những ký tự kia nhất thời ảm diệt. Lỗ Dương lộ ra kinh ngạc, tuy hắn không muốn dựa vào một chiêu này đánh bại Lăng Hàn, nhưng đối phương hóa giải ung dung như vậy, vẫn để cho hắn hơi giật mình, nhưng hắn không có quá thất vọng, lập tức kết ấn tiếp, đập tới Lăng Hàn, Lăng Hàn đứng tại chỗ, không né không tránh, chỉ tiện tay ra quyền, ung dung hóa giải công kích của Lỗ Dương hắn ngáp một cái nói đến cùng ngươi có thả tuyệt chiêu hay không không thì ta sẽ oanh ngươi xuống nghe nói như thế khán giả đều nhe răng thực lực của hai người tranh lệch có chút lớn a à, mới có thể làm cho lăng hàn nói lời như vậy tên này mạnh mẽ như thế bây giờ còn ai có thể ngăn cản hắn lỗ dương hừ một tiếng nói nếu ngươi muốn nhìn như thế vậy để ngươi lĩnh giáo một lần thân hình của hắn đập ra mà lần này con báo kia cũng chuyển động lập tức lẻn đến phía sau lăng hàn mở miệng đánh ra một tia sáng trắng vẫn chưa tập kích đến trên lưng lăng hàn nhưng hàn ý vô tận lưu truyền trong nháy mắt liền đóng băng lăng hàn lại từng tầng băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra trong nháy mắt liền kết lăng hàn thành một khối băng cao tới ba trượng chu vi một trượng chỉ một lát như vậy hai mắt của hàn sương vân báo cũng mất hào quang toàn bộ thân thể gầy đi rất nhiều không khỏi nằm bò trên đất hóa ra đây chính là tuyệt chiêu của lỗ dương hiển nhiên Hàn Dương Vân báo chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn triển khai một tuyệt chiêu như vậy. Nếu như không thể đóng băng đối thủ, thú sủng này liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đệ tử của thú hoàng tông lại hết sức ỷ lại sức chiến đấu của thú sủng. Nếu như thú sủng không tham chiến, vậy sức chiến đấu tự nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Chương 444, trước đó Lỗ Dương không ngừng kết ấn oanh kích, chỉ là một danh nghĩa mà thôi, muốn lăng Hàn tập trung chú ý lên người hắn, cho Hàn Dương Vân báo cơ hội tiến công, quả nhiên hắn thành công hàn lâm người xác thực rất mạnh chỉ là người quá ngông cuồng lỗ dương cười gằn muốn đánh về phía băng trụ một quyền lấy hàn băng đông lại lăng hàn sức phòng ngự của đối phương tự nhiên sẽ rơi xuống đáy vực làm sao có thể chặn một đòn toàn lực của hắn thẻ 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 nhưng vào lúc này chỉ thấy băng trụ xuất hiện vô số vết dạn nứt như mạng nhện lăng hàn muốn thoát vây rồi cái gì lỗ dương kinh ngạc đến tóc cũng suýt chút nữa dựng đứng chúng một đại chiêu của hàn xương vân báo lại có thể thoát vây nhanh như vậy không thể không thể phải biết hàn sương vân báo chính là thần thai tầng năm sau khi đóng băng liền để nó hầu như mất đi sức chiến đấu có thể tưởng tượng được đòn đánh này đáng sợ dương nào trong lòng nghĩ như vậy nhưng lỗ dương vẫn đấm ra một quyền đây là cơ hội thủ thắng duy nhất hoành quả đấm của hắn còn chưa đụng tới nhưng băng trụ bỗng nhiên bảo nát vô số băng vụn như tên lửa chấn lỗ dương bay ra ngoài a à, một tiếng miệng hắn phun máu trên người có rất nhiều vết thương đều bị khối băng cát gọt đâm ra dù sao lỗ dương cũng là cao thủ trên thiên kiêu bảng thân hình dừng lại không có bị đòn đánh này oanh xuống lôi đài hắn thở dốc trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin tưởng mình đánh ra tuyệt chiêu nhưng hầu như không hề có một chút tác dụng lăng hàn chậm rãi đi ra lạnh nhạt nói con thú sủng này của ngươi là cấp bậc vương giả đi bằng không không có khả năng nắm giữ thiên phú thần thông không sai vừa nãy đóng băng kia không phải công kích tùy tiện, mà là lực lượng đóng băng đặc hữu của Hàn Sương Vân báo, mới sẽ làm nó hầu như mất đi sức chiến đấu. Có điều, huyết mạch cũng không thuần, cho nên mới tệ như vậy. Lăng Hàn tiếp tục nói, cũng đúng, nếu không phải như vậy, yêu thú vương giả há sẽ làm thú sủng cho người. Trừ khi vận may tốt, từ nhỏ đã thu dưỡng một yêu thú có huyết mạch vương cấp. Nhưng coi như vậy, khi yêu thú khai hóa trí tuệ, cũng có thể phản phệ chủ nhân, nguyên nhân là vì yêu tú vương cấp quá kiêu ngạo không cho phép mình làm nô bộc cũng giống vương giả trong nhân loại có thể bại nhưng chắc chắn sẽ không làm tôi tớ lỗ dương nói không ra lời tuy hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa triển khai nhưng đòn vừa nãy là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn ngay cả chiêu này cũng vô dụng vậy còn có biện pháp gì hắn chán nãn thở dài nói ta chịu thua nguyên bản hắn tự tin trùng thiên cho rằng so với dương quân hảo cũng chỉ tranh lệch cảnh giới mà thôi chỉ cần cảnh giới giống nhau hắn và hàn dương vân báo liên thủ tuyệt đối có thể oanh bại đối phương nhưng lăng hàn vẻn vẹn chỉ là thần thai tầng một lại ung dung đánh bại hắn để lòng tự tin của hắn tan vỡ nhìn hắn âm u rời đi lăng hàn chỉ cười nhạt nếu đối phương có thể tỉnh lại cường giả tương lai vẫn có một ghế của hắn nhưng nếu hắn không lấy lại tự tin có khả năng sẽ sáng tạo ra nhân vật trên thiên kiêu bảng không cách nào phá vào sinh hoa cảnh cái này không có quan hệ gì tới hắn Lăng Hàn đi xuống lôi đài, hắn cố ý quan sát mặt nạ nam chiến đấu, giống hắn, phong cách chiến đấu của đối phương cũng cực kỳ giản lược. Nhưng mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều vừa đúng, chỉ cần dùng 3 phần lực giải quyết chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không dùng 3 phần rưỡi, cái này không chỉ khống chế sức mạnh cực kỳ tinh tế, còn hoàn toàn khống chế chiến đấu, mới biết cần dùng bao nhiêu sức mạnh có thể đạt được hiệu quả. Người này, tương đối đáng sợ, Lăng Hàn cảm thấy người này có loại cảm giác đã từng quen biết nhưng phong cách chiến đấu như vậy là cuộc đời ít thấy. Luận lực điều khiển sức mạnh, khả năng còn trên kiếm đế, thiên phượng thần nữ kiếp trước, thần thai cảnh lại xuất hiện một quái vật như thế. Vòng thứ tư, đối thủ của Lăng Hàn là Dương Quân Hảo, mới vừa đánh bại thứ hai trên thiên kiêu bảng, hiện tại lại đánh thứ nhất, thực sự là đúng dịp. Hai người leo lên võ đài, Dương Quân Hảo lộ ra nụ cười nói, ta còn đang chê thiên kiêu chiến đánh chưa thoải mái, hiện tại rốt cục ngộ một người đáng giá xuất thủ. Lăng Hàn cười ha ha nói, không phải ngươi chơi với một tiểu nha đầu năm sáu tuổi rất hăng hái sao? Sắc mặt của Dương Quân Hảo tối sầm lại, hắn tự phụ vô địch cung cấp, nhưng lại bị hổ nữ hành hung, may là đối phương không dùng miệng, bằng không hắn rất có khả năng gặp xui xẻo, ở trên người đối phương thu một bại, để hắn coi là việc đáng tiếc, thực sự là hết chuyện để nói, hắn cực kỳ tức giận, đến đến đến, nếu ngươi thiếu quản giáo, ta sẽ đánh ngươi một trận, lăng hàn ngoác ngoác ngón tay, hàn lâm người tự tin như thế chờ sau đó bị ta đánh bại có thể sẽ khóc hay không dương quân hạo cười lạnh nói lăng hàn nở nụ cười trực tiếp lắc mình lao ra thật nhanh trong đầu dương quân hảo chỉ lướt qua một ý niệm như vậy liền cảm thấy bụng dưới đau xót cả người đã bị đánh bay ra ngoài hoành hắn rơi xuống đất trong đầu một mảnh mờ mịt rào toàn trường náo động đường đường người thứ nhất trên thiên kiêu bảng lại ngay cả động cũng chưa động liền bị người đánh xuống lôi đài đây cũng quá mất mặt đi, lỗ dương tốt xấu gì cũng qua vài chiêu, còn đóng băng lăng hàn, một lần nhìn thấy hy vọng thủ thắng, nhưng dương quân hảo thì sao, dương quân hảo cũng chưa kịp phản ứng, hắn có quá nhiều quá nhiều tuyệt chiêu chưa sử dụng, hơn nữa, lần này không cấm sử dụng linh khí, sức chiến đấu của hắn thậm chí có thể đạt đến nửa bước sinh hoa, nhưng vẻn vẹn chỉ một quyền, hắn liền bị oanh xuống lôi đài, ta không phục, ra mặt hắn co giật, đây cũng quá mất mặt thứ nhất trên thiên kiêu bảng lại bị người một quyền đánh bay. Chuyển đi hắn còn làm người được sao? Hắn muốn trở lại võ đài, nhưng bị trọng tài lạnh lùng ngăn lại, cho hắn một cái liếc mắt, để hắn suýt chút nữa tức điên. Vòng thứ năm, Lăng Hàn gặp người số một trên thiên kiêu bảng lần trước. Vũ Côn Lôn, sau trận chiến này, hắn có thể đi vào trận chung kết, mà đối thủ là mặt nạ Nam Trương Tam hoặc Tào Thiên Giật. Tào Thiên Giật là người số một của thiên kiêu bảng hai giới trước. Luận thực lực còn trên Vũ Côn Lôn dù sao người ta cũng tích lũy ở thần thai tầng 9 nhiều hơn 2-3 năm. Vũ Côn lôn lên đài, mặt đối mặt với Lăng Hàn, cười nói, ta vốn tưởng rằng sẽ đối mặt với Dương Quân Hảo, đến một trận mới cũ quyết đấu. Thật đáng tiếc, Lăng Hàn cười nhạt nói, hết cách rồi, ta quá mạnh mẽ, hả, ngươi mạnh bao nhiêu, Vũ Côn lôn cười nói, mạnh hơn ngươi quá nhiều, lấy ba quyền đánh đổ ngươi đi, bởi vì bên kia đã kết thúc. Lăng Hàn nói, cái gì, Vũ Côn lôn cả kinh nhìn lại võ đài bên kia quả nhiên tàu thiên giật đã bị đánh bay nhanh như vậy vũ côn lôn biến sắc tuy hắn không sợ tàu thiên giật nhưng tuyệt đối không có năng lực đánh bại đối phương nhanh như vậy nhưng trương tam làm được chuyện này ý nghĩa là nếu hai người giao thủ hắn sẽ bị thua không chút hồi hộp nào không cần nghĩ xa như vậy ngươi không thể giao thủ với hắn lăng hàn cười nói vũ côn lôn hít một hơi thật sâu lại lộ ra nụ cười nói nếu ngươi tự tin như thế vậy đối thủ kia liền để cho ngươi đi Nói xong, hắn trực tiếp vọt xuống lôi đài, bỏ chiến không đánh, chương 445, người rất quả đoán, lăng hàn gật đầu, coi như vũ côn lôn có thể đánh bại hắn, nhưng trương tam có thể ung dung đánh bại tàu thiên giật. Tự nhiên cũng có thể ung dung đánh bại vũ côn lôn. Bởi vậy đối phương lựa chọn theo dòng mà đi, bảo toàn mặt mũi cho mình, việc này truyền đi, đương nhiên có ảnh hưởng đối với thanh danh của vũ côn lôn. Nhưng dù sao cũng hơn bị người oanh bại, huống chi hắn có khả năng thảm bại. Lăng Hàn nhìn về phía Trương Tam, Trương Tam cũng nhìn lại hắn, trong ánh mắt có hào quang màu xanh lục đan dệt, tỏa ra áp lực đáng sợ, ngay cả Lăng Hàn có một tia thần thức của thiên nhân cảnh cũng cảm thấy hồi hộp. Sao có thể có chuyện đó, lẽ nào đây là một vị phá hư cảnh, cải trang tới tham gia luận võ, nhưng nếu hắn thực là phá hư cảnh, trực tiếp cướp chìa khóa thì đã làm sao? Đừng nói ở Bắc vực, dù ở Trung Châu cũng không có người dám nói cái gì. Thật cổ quái lăng hàn cùng trương tam đều không có yêu cầu nghỉ ngơi trực tiếp đối đầu trước đây có phải ta đã gặp ngươi không lăng hàn cười nói bắt đầu tìm manh mối trương tam cũng nhếch miệng nở nụ cười nói ta thật nhận thức ngươi tuy ngươi thay đổi một gương mặt khác lăng hàn cả kinh thuật dịch dung của hắn lại bị người nhìn thấu đến ra tay đi để ta nhìn thực lực của ngươi trưởng thành đến mức nào trương tam nói lăng hàn nắm chặt song quyền không dám có chút bất cẩn đối phương để hắn nhìn không thấu, còn có một loại tà ác phát ra từ trong xương, để hắn cực kỳ căm ghét. Chờ chút, trong đầu Lăng Hàn thần quang thoáng hiện nói, "Nghiêm, kha kha, ngươi rốt cục nhớ lại rồi." Trương Tam cười nói, "Nghiêm Thiên Chiếu, chẳng trách cho hắn một loại cảm giác cực kỳ tà ác." Lăng Hàn cũng chỉ cảm ứng được ở trên thân người này, thật giống như hắn chính là hóa thân của tà ác, không nghĩ tới, từ Vũ Quốc đi ra gần một năm, thực lực của đối phương cũng tăng lên to lớn. Lúc trước tuy cũng có mấy phần yêu nghiệt, nhưng còn lâu mới kinh người như hiện tại, hai người đều không có gọi ra tên thật của đối phương. Đây là ngươi bảo mật thay ta, ta cũng bảo mật thay ngươi, vậy thì đến đánh đi." Lăng Hàn tự tin tung bay nói, hắn tin tưởng cùng cảnh giới chiến một trận, mình có thể quét ngang tất cả đối thủ. Như ngươi mong muốn, Nghiêm Thiên chiếu công kích, giết tới Lăng Hàn, oanh 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 oanh, trong nháy mắt hai người đã qua mười mấy chiêu. Lăng Hàn khiếp sợ, sức mạnh của nghiêm thiên chiếu không kém hắn chút nào, mà ở trên chi tiết chiến đấu, đối phương còn đạt đến mức độ kinh người, thật giống như trời sinh chính là một chiến sĩ, hoàn toàn có thể dựa vào bản năng chiến đấu, rõ ràng có mấy lần rơi vào hiểm cảnh, nhưng nghiêm thiên chiếu lại lấy cùi trỏ chấn, eo va, vai đụng, nhìn như không thành chưa ân pháp, nhưng không chỉ hóa giải nguy cơ, ngược lại chế tạo phiền toái không nhỏ cho lăng hàn, nếu không phải lăng hàn tu thành tiết bì thể. Thật là có khả năng bị thiệt lớn nhưng thiết bị thể cũng không phải vạn năng sau khi nghiêm thiên chiếu phát hiện phòng ngự của hắn kinh người thì hóa trưởng thành trì cứ nhắm hai mắt của hắn ra tay chiêu nào chiêu nấy ác liệt để hắn vô cùng chật vật lúc chiến đấu với người khác lăng hàn luôn có thể khống chế đại cục thần thức của thiên nhân cảnh để hắn có thể dự đoán ra thế tiến công của đối phương từ đó sớm làm ra ứng đối có thể nói ở trong nháy mắt đối thủ ra chiêu hắn đã nắm chắc phần thắng nhưng đánh với nghiêm thiên chiếu thì hoàn toàn ngược lại nhất cử nhất động của hắn đều ở trong dự đoán của đối phương bởi vậy lăng hàn có một thân sức chiến đấu kinh người lại bị đối phương dần dần áp chế lăng hàn bỗng nhiên nghĩ đến trong đôi mắt đối phương đã từng tỏa ra áp lực để hắn rung động lẽ nào nghiêm thiên chiếu giống hắn bị một cường giả đoạt xá hơn nữa đối phương còn muốn mạnh hơn có khả năng là một cường giả phá hư cảnh cũng chỉ có như vậy uy thế thần thức của đối phương mới trên hắn năng lực chiến đấu áp chế hắn. Thú vị, thú vị, Lăng Hàn không chỉ không sợ sệt, trái lại phát lên chiến ý hừng hực. Hắn ở thần thai cảnh hầu như không có đối thủ, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một đại địch, để dòng máu của hắn sôi trào, đến chiến tái thoải mái. Hắn cười ha ha, triển khai chiến tượng quyền, bảy con long tượng hiện lên, nghiền ép về phía nghiêm thiên chiếu. Nghiêm thiên chiếu không khỏi hơi kinh hãi, bật thốt lên, kỹ pháp của địa long điện, địa long điện, trong lòng lăng hàn lóe lên. Chiến tượng quyền lấy từ chỗ nạp lan đột, mà nạp lan đột xuất thân Địa Long Tông, từ khi Tu La Ma Đế nhận ra huyền nguyên tam thức là võ kỹ của Thiên Kiếm cung, Lăng Hàn liền lưu tâm, suy đoán mấy thế lực ở Trung Châu đều có quan hệ tới thần giới. Tử Tuyết Tiên của Thanh Lôi Tông càng có tộc nhân ở thần giới. Bởi vậy, Nghiêm Thiên Chiếu nói ba chữ Địa Long Điện, hắn liền tin đối phương, chỉ là Địa Long Tông đổi thành Địa Long Điện mà thôi. T, lẽ nào tên này cũng có quan hệ với thần giới? lúc nghiêm thiên chiếu 5 tuổi thì bị người phong ấn, vẫn nằm ở trạng, thái ngủ say, cho đến khi đạt được đan dược của hắn mới tỉnh lại. Sau đó không mấy ngày liền tiêu thăng đến linh hải cảnh. Càng thể hiện ra thực lực quỷ dị, nếu như nói, lúc trước nghiêm thiên chiếu bị một tên thần linh bám thân. Vậy hết thảy đều có thể giải thích, áp lực có thể làm cho mình khiếp đảm, năng lực chiến đấu tinh tế, không có quan hệ gì tới thần giới mới là, đến tột cùng ngươi là ai? Lăng Hàn nghiêm nghị nói, há, ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi là ai, nghiêm thiên chiếu nở nụ cười, nhưng song quyền oanh liên tục, rõ ràng không có một đạo quyền khí, nhưng nắm đấm đánh ra uy lực lại bá tuyệt, giống như lăng hàn chủ động lao tới ăn đấm, cho thấy năng lực khống chế của hắn cực mạnh, quả nhiên, trong lòng lăng hàn gật đầu, đối phương tuyệt đối là bị một tên cường giả đoạt xác hơn nữa rất có khả năng là một thần linh, lúc trước có người nhìn ra không đúng, nhưng chỉ phong ấn nghiêm thiên chiếu, để hắn ngủ say nhưng sau khi bị hắn giải phóng, linh hồn này rốt cục có thể hoàn toàn khống chế thân thể. Phát huy ra sức chiến đấu đáng sợ, các hạ là từ thần giới đến đi, Lăng Hàn vừa đấu với đối phương, vừa nhẹ giọng nói, cái này quá kinh thế hãi tục, hắn cũng không muốn bị những người khác nghe được. Thần giới, nghiêm thiên chiếu cười ha ha, tương tự đè thanh âm rất thấp nói, ếch ngồi đáy giếng, chết đến nơi rồi còn không biết, thật khiến người ta buồn cười. Đây là ý gì? Lăng Hàn hỏi, có thể mấy chục năm, có thể chừng trăm năm, ngươi sẽ biết, nghiêm thiên chiếu lãnh đạm nói, hiện tại, bại cho ta, bảo vật trong bí cảnh thập nhị thiên, ta thề nhất định phải có, ha ha, lăng hàn cũng cười gần, đã như vậy, ta càng không thể để cho ngươi thực hiện được, ngươi không ngăn cản được ta, nghiêm thiên chiếu ngạo nhiên nói, hiện tại, ta có thể phát huy ra tiếp cận trăm phần trăm sức chiến đấu, làm sao ngươi có khả năng là đối thủ của ta, đừng quên, ta chỉ là thần thai tầng một, lăng hàn cười nói, đây là ưu thế lớn nhất của hắn. Ánh mắt của Nghiêm Thiên Chiếu không khỏi phát lạnh, tuy hắn hoàn toàn khống chế bộ thân thể này, nhưng phát huy ra trăm phần trăm sức chiến đấu, cũng sẽ bị giới hạn ở sức mạnh của bộ thân thể này. Sức chiến đấu không phải vô hạn, hiện tại Lăng Hàn đã mạnh như vậy, nếu như đạt đến thần thai tầng 9, vậy sức chiến đấu khẳng định còn tăng lên mấy cấp độ. Càng khó có thể đối phó, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Trong ánh mắt của Nghiêm Thiên Chiếu có quang mang màu xanh lục sáng lên hai tay dương ra, nhất thời có từng sợi tơ màu xanh lục mở rộng. Hoành, đúng lúc này, chỉ thấy một người vọt vào đại đấu thú tràng. Kinh hô, gia chủ đại nhân, chìa khóa với một quái nhân trốn ở trong quan tài cướp đi. chương 446, chìa khóa, nghe được hai chữ này, Lăng Hàn và Nghiêm Thiên Chiếu đồng thời ngừng chiến. Bọn họ theo bản năng cho rằng đây là chìa khóa bí mật mở ra xạ thủ cung. Quả nhiên, giang ra gia chủ lập tức đứng dậy, lộ ra vẻ kinh sợ, quát lên, sao có thể có chuyện đó chìa khóa giấu ở nơi bí ẩn như vậy sao bị người tìm tới bẩm gia chủ người kia nơm nớp lo sợ nói người kia không biết dùng bí pháp gì đã khống chế tứ trưởng lão để hắn tự mình lấy chìa khóa ra giao sau đó trốn vào quan tài đào tàu dung hoàn huyền lăng hàn lập tức khẳng định tuy ở trong cực dương thành khả năng có đệ tử khác của thiên thi tông nhưng dám to gan bày ra thân phận vậy khẳng định chỉ có dung hoàn huyền mà thôi có tam sinh thi quan chính là tùy hứng, không nói hai lời, Lăng Hàn và Nghiêm Thiên Chiếu xoay người rời đi, mấy cái lên xuống liền nhảy đến chỗ cao nhất của đại đấu thú tràng. Ánh mắt đảo qua, đã thấy địa phương gây án, dồn dập triển khai thân pháp truy kích, nếu chìa khóa bị cướp đi rồi, còn luận võ chọn rể cái rắm, vèo, hổ nữ cũng đuổi theo, nhìn Nghiêm Thiên Chiếu một chút, miệng nhỏ khẽ nhách, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, có vẻ địch ý mười phần. Trong ánh mắt của nghiêm thiên chiếu toát ra vẻ kiêng rè không tự chủ được mà duy trì một khoảng cách với hổ nữ. Tu La Ma Đế có thể đoạt sắc dung hoàn huyền, Nghiêm Thiên Chiếu cũng nghi bị một tên thần linh chiếm cứ. Nếu như trong thân thể của hổ nữ cũng có ý chí của một vị thần linh đáng sợ. Tựa hồ cũng không kỳ quái, nhưng Lăng Hàn còn rất hoài nghi, có loại thần linh hung tàn rồi lại lấy ăn làm gốc. Thuận tiện tự mình khoe tài sao, tiểu nha đầu quái lạ là ở trên linh căn, tựa hồ hoàn toàn khác dung hoàn huyền, nghiêm thiên chiếu, thực sự là đau đầu đời này yêu quái cũng quá nhiều đi lăng hàn mặc kệ hiện nay trọng điểm là chặn dung hoàn huyền cướp lấy chìa khóa cũng còn tốt sức phòng ngự của tam sinh thi quan vô cùng mạnh mẽ nhưng tốc độ lại không nhanh chí ít lăng hàn nghiêm thiên chiếu đều đang rút ngắn khoảng cách hổ nữ thì càng không cần phải nói chỉ là nàng không có toàn lực ứng phó vẫn đi theo bên người lăng hàn cực dương thành là không thiếu cường giả sinh hoa cảnh tuy lăng hàn còn chưa từng thấy nhưng tin tưởng còn có đại năng linh anh cảnh Dung Hoàn Huyền công khai cướp chìa khóa, thật có thể để hắn thong rong đào tẩu sao, nhưng chỉ ít cho đến bây giờ, là không có một tên cường giả sinh hoa cảnh ra tay. Đơn giản, ở trong thành đoạt lại chìa khóa, cuối cùng ở dưới áp lực trao trả cho Giang gia là rất lớn. Nhưng mà chạy ra khỏi thành, vậy thì là giã ngoại, người ở giã ngoại nhặt được đồ vật, vậy khẳng định là của mình, nào có chuyện trả lại người mất, đây là một quy tắc ngầm. Bởi vậy, mọi người đều đang đợi, đợi Dung Hoàn Huyền ra khỏi thành đến thời điểm đó tất nhiên sẽ dẫn động lượng lớn cao thủ. Sinh hoa cảnh, thậm chí linh anh cảnh ra tay cũng không ngạc nhiên chút nào. Tam sinh thi quan mở đường, một đường không người có thể ngăn trở Chỉ là gần 10 phút, Dung Hoàn Huyền đã ra khỏi thành. Nhất thời, từng bóng người hiện lên, không ẩn nhẫn nữa, cẩn thận, chiếc quan tài này là bảo vật của thiên thi tông, uy lực bất phàm, có người nhắc nhở, đó là sinh hoa cảnh từng xuất hiện ở trong ám ma xâm lâm. Tận mắt chứng kiến tam sinh thi quan đáng sợ không ít người gật đầu, nhưng càng nhiều người thì xem thường, coi như linh khí cấp 10 cũng phải xem là ai đang sử dụng. Các người đã nhát gan sợ phiền phức như thế, vậy chìa khóa kia ta nhận, có người ra tay, đập tới tam sinh thi quan, ngu ngốc, rất nhiều người đều thầm nói, đồng, một trưởng vỗ lên tam sinh thi quan, nhất thời, trên nắp quan tài có từng mạch văn phát sáng, hóa thành một bộ cốt binh, nhắm người kia đâm một mâu, người kia kinh hãi, vội dương động ý chí võ đạo xây lên một đạo phòng ngự ở trước người, nhưng lưỡi mâu trực tiếp đâm xuyên, phốp chọc qua đầu của hắn. Trên mũi mâu có giọt giọt máu tươi lăn xuống. Vận may của hắn không tốt như vị sinh hoa cảnh ở trong ấm ma xâm lâm kia, bị một mâu xuyên đầu mà chết. Đồng, cốt binh cũng tự động biến mất. Thi thể của sinh hoa cảnh kia mất đi lực lượng chống đỡ, lập tức rơi xuống mặt đất, vung lên một đám bụi bậm. Ha 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 ha! Lại đưa ta một bộ thi thể sinh hoa cảnh làm thi binh. Cảm tạ thanh âm của dung hoàn huyền từ trong quan tài vang lên nắp quan tài hơi mở một cái tay dò xét ra ngoài kéo bộ thi thể của sinh hoa cảnh kia vào thật nhanh hoành sau đó nắp quan tài khép lại tình cảnh kia làm tất cả mọi người không nói gì chiếc quan tài này là muốn nghịch thiên a à. làm sao bây giờ xem ra sinh hoa cảnh là hoàn toàn không có biện pháp chỉ có thể để linh anh cảnh lên một vị cường giả toàn thân bao phủ ở trong thần quang màu tím xuất hiện khí thế đáng sợ lưu chuyển dù thần thai cảnh tới cũng phải nằm dạp ở dưới chân của hắn mà không hề có một chút lực lượng chống. Cự, cường giả linh anh cảnh, có điều lăng hàn, hổ nữ, nghiêm thiên chiếu đều không phải người thường, không sợ khí thế như vậy chút, nào mà dung hoàn huyền có tam sinh thi quan bảo vệ, tương tự không sợ, còn nữa, khí thế như vậy cũng không phải vô địch, chỉ cần là vương giả tu ra bảy đạo khí liền có tư cách đối kháng. Ảnh hưởng cực nhỏ, là tử mang lão nhân, thấy cường giả này xuất hiện, chúng sinh hoa cảnh kinh ngạc thốt lên tuy mọi người đều biết sẽ kinh động cường giả linh anh cảnh nhưng nhìn thấy cường giả như vậy hiện thân vẫn gây ra náo động không nhỏ quả nhiên thập nhị thiên bí cảnh truyền thừa ngay cả cường giả linh anh cảnh cũng động lòng tuy tử mang lão nhân chưa chắc có tư cách tiến vào bí cảnh nhưng hắn có rất nhiều đồ tử đồ tôn sẽ có một hai người tài năng chỉ cần bọn họ có thể được truyền thừa không phải đại biểu tử mang lão nhân đến sao thân hình của tử mang lão nhân tung xuống một trường nhấn về phía tam sinh thi quan, ha 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 ha, lão già thối tha ngươi cũng muốn đến tìm cái chết sao. Dung hoàn huyền cười to, có vẻ hung hăng đến cực điểm, điều này làm cho tất cả mọi người khó chịu, chỉ là một tiểu bối thần thai cảnh mà thôi, ỉ có kiện linh khí cấp 10 liền dám không để bọn họ vào mắt. Cái này là vì bắc vực thiếu hụt cường giả đỉnh cao, bằng không ngươi đến Trung Châu thử xem, coi như có mai rùa kia, khẳng định cũng bị bắt trong nháy mắt, tử mang lão nhân ấn xuống một trường nhất thời tam sinh thi quan liền phản ứng, một bộ cốt binh xuất hiện, chém về hắn, oanh oanh oanh, song phương triển khai ác chiến, tử mang lão nhân không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không cách nào tiêu diệt cốt binh, nhất thời xuất hiện cục diện chiến đấu, nhưng cốt binh chỉ là tam sinh thi quan diễn hóa ra một đạo công kích, diệt liền diệt, lại đánh ra đạo thứ hai là được, còn tử mang lão nhân có thể tiêu hao như thế sao? Tử mang lão nhi, ta đến giúp ngươi một tay, lại một cường giả linh anh cảnh xuất hiện. Trực tiếp chém ra một chiêu kiếm, oanh, một đạo kiếm khí hóa thành thiên kiếm, dài tới ngàn trượng, tàn nhẫn gọt lại, oanh, thiên kiếm chém lên quan tài, nhất thời kích ra từng tầng quang ảnh gợn sóng. Ô, Dung Hoàn Huyền hét thảm một tiếng, tuy hắn không bị bắn trúng, nhưng dưới sức mạnh rung động vẫn để hắn đau đớn không thôi. Chương 447. Quả nhiên, dù cho Tam Sinh thi quan là linh khí cấp 10, nhưng bị động xuất kích cũng chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu của linh anh cảnh nhưng ở nơi như bắc vực, linh anh cảnh chính là sức chiến đấu mạnh nhất, dung hoàn huyền nắm giữ tam sinh thi quan vẫn làm người nhức đầu. Chỉ cần hắn núp ở trong tam sinh thi quan không ra, vẫn đúng là không nhất định có người làm gì được hắn. Vù, có điều, sau khi bị tiên kiếm công kích, mạch văn trên tam sinh thi quan lóng lánh, lập tức ngưng ra một bộ cốt binh, đánh về phía cường giả linh anh cảnh dùng kiếm. Tên linh anh cảnh này hoàn toàn không có hứng thú dây dưa với tam sinh thi quan. Thân hình lập tức lấp lóe, không chọi cứng với cốt binh mà chém ra một chiêu kiếm công tới tam sinh thi quan a à, dung hoàn huyền kêu thảm thiết quan tài có thể giúp hắn tránh đả kích trực tiếp nhưng linh anh cảnh công kích lực phản chấn vẫn để hắn cực kỳ khó chịu lại một bộ cốt binh hiện lên giết về vị cường giả linh anh cảnh này mọi người không khỏi biến sắc đánh một cái liền dẫn ra một bộ cốt binh ai nhận được linh anh cảnh mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều cốt binh vây công như vậy cường giả linh anh cảnh kia né tránh Thiên kiếm đánh chém, tự nhiên lại dẫn ra bộ cốt binh thứ tư, lẽ nào quan tài diễn hóa cốt binh là không có chừng mực sao? Lăng Hàn nhìn, thầm nghĩ nó nhất định có cực hạn, nhưng Tam Sinh thi quan là linh khí cấp 10, linh anh cảnh muốn bước ra cực hạn, không thể, đồng dạng là linh khí cấp 10, Tam Sinh thi quan lại thật mạnh, vượt xa ma sinh kiếm, không hổ là hàng nhái của Minh phủ Tam Sinh quan, ngay cả ta cũng có chút đỏ mắt, Nghiêm Thiên Chiếu lẩm bẩm nói, thanh âm rất nhỏ lại bị lăng hàn thu ở trong tai linh anh cảnh thứ hai kia oanh liền bảy kiếm cuối cùng không có năng lực công kích tam sinh thi quan nữa bởi vì đã có bảy bộ cốt binh vây công hắn để hắn làm sao cũng không có dư lực công kích ha 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 chỉ là linh anh cảnh mà thôi cũng muốn làm khó tiểu ra dung hoàn huyền cuồng ngạo nói có vẻ vô cùng chói tai nhưng tam sinh thi quan xác thực châu bò không thể không phục lăng hàn thầm nói với tiểu tháp ngươi xem một chút người ta chỉ là một linh khí cấp 10 cũng trâu bò như thế. Ta lại phải cong đuôi làm người, sao tranh lệch lớn như vậy chứ? Tiểu tháp không có chút rung động nào nói, ngươi thích, ta cũng có thể toàn lực phát huy, ngươi muốn diệt ai liền diệt, ngược lại ngươi là chủ nhân, ta nghe lời ngươi, sát, lăng hàn cũng chỉ là cảm thán, chẳng lẽ hắn không biết hắc tháp ra tay sẽ đưa tới đại năng thượng giới nhòm ngó sao? Nhưng tiểu tháp cũng quá lưu manh, ngược lại suýt chút nữa làm hắn tức điên vì sao cảm giác tính cách của khí linh này còn rất lưu manh nhỉ? Nơi này tổng cộng có ba linh anh cảnh, dồn dập ra tay, nhưng chỉ dẫn ra càng nhiều cốt binh, hoàn toàn áp chế bọn họ, linh anh cảnh cho má gì, chờ tiểu ra được truyền thừa trong bí cảnh thập nhị thiên, quay đầu lại liền luyện chế toàn bộ các ngươi thành thi binh. Ha 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 ha, dung hoàn huyền cười to, ai có thể lấy tu vi thần thai cảnh đùa bỡn linh anh cảnh trong lòng bàn tay. Chỉ có hắn, chúng cường giả sinh hoa cảnh, linh anh cảnh đều gào thét nhưng có thể có biện pháp gì bọn họ căn bản phá không được phòng ngự của tam sinh thi quan lăng hàn âm thầm gật đầu dưới bị động phòng ngự chỉ cần tu vi hóa thần cảnh liền có thể cách tam sinh thi quan đánh chết dung hoàn huyền đương nhiên tiền đề phải là tu vi của dung hoàn huyền chưa tới hóa thần cảnh điều này cũng đủ để chứng minh tam sinh thi quan mạnh mẽ chỉ bị động phòng ngự mà thôi nhưng cũng cần hóa thần cảnh mới có thể đánh giết người trốn ở bên trong Dung Hoàn Huyền tiếp tục khởi động tam sinh thi quan bỏ chạy. Có chút cường giả sinh hoa cảnh còn truy đuổi. Không muốn từ bỏ, có mấy người thì xoay người rời đi. Tên này trốn ở trong quan tài là không làm gì được. Sau 10 ngày, hết thầy cường giả đều bất đắc dĩ rời đi. Lại theo nữa cũng không có ý nghĩa. Bởi vì hiển nhiên Dung Hoàn Huyền có không gian giới trì. Không cần lo lắng bị chết đói. Mà hiện tại còn truy kích. Chỉ còn lại Lăng Hàn, Hổ Nữ và Nghiêm Thiên Chiếu. Lăng Hàn và Hổ Nữ một đường nghiêm thiên chiếu một đường, đều ẩn ở trong bóng tối. Có điều, sau khi sinh hoa cảnh, linh anh cảnh đều rời đi, nghiêm thiên chiếu giết ra, tung người đến trước tam sinh thi quan, giao chìa khóa ra, tha cho ngươi một mạng, nghiêm thiên chiếu từ tốn nói, chỉ là thần thai cảnh mà thôi. Khẩu khí thật lớn a à, dung hoàn huyền ra quan, nhìn nghiêm thiên chiếu cười gần, lúc bản tọa tung hoành thiên hạ, còn không biết lão tổ tông của ngươi ở chỗ nào, dám làm càn ở trước mặt bồn tòa nghiêm thiên chiếu ra tay chộp tới dung hoàn huyền lăng hàn không có ra tay hắn sợ dung hoàn huyền trốn vào trong tam sinh thi quan vậy thì là con cọp cắn rùa đen không chỗ hạ miệng ngược lại từ trong tay nghiêm thiên chiếu cướp chìa khóa thì dễ dàng hơn nhiều chuyện cười dung hoàn huyền tự nhiên không sợ lấy ra một thanh trường đao chém qua người của thiên thi tông sức chiến đấu cá thể không mạnh nhưng cũng có ngoại lệ như dung hoàn huyền thì đạt được tông chủ truyền thừa tuy không lấy được ma âm đao nhưng lại được một môn đao pháp có thể phối hợp ma âm đao triển khai cấp bậc không thấp hơn nữa chỉ cần có thi khí liền sử dụng được mạnh yếu chỉ xem ở trình độ thi khí bởi vậy dung hoàn huyền còn có chút tạo nghệ ở trên đao đạo một đao chém ra năm đạo đao khí nghiêm thiên chiếu không tránh không né tay phải mở ra ý chí võ đạo dương động từng sợi tơ màu xanh lục mở rộng như một chiếc võng bao về phía dung hoàn huyền đứt cho ta Dung Hoàn Huyền lạnh lùng nói, đau khí chém qua, nhưng tấm lưới vẫn không nhúc nhích. Cái gì? Hắn không khỏi ngẩn ra, khí của đối Phương ở trên chất lượng làm sao cao hơn hắn nhiều như vậy? Tiểu tử vô tri, võng lớn của Nghiêm Thiên Chiếu đã mở ra, bao vây Dung Hoàn Huyền, đáng ghét, Dung Hoàn Huyền cũng không nghĩ tới thực lực của mình kém đối phương lớn như vậy. Hắn vội vàng lùi về sau, muốn trốn vào trong Tam Sinh Thi Quan, bản tọa ra tay, ngươi còn muốn trốn? Nghiêm Thiên Chiếu khinh thường nói lưới đã hợp lại, bao bọc dung hoàn huyền, dung hoàn huyền gào thét, nhất thời khinh địch, lại rơi xuống cục diện bị động như thế. Hắn há miệng phát sinh một tiếng kêu to, hoành, trong tam sinh thi quan nhảy ra một bóng người, đánh tới nghiêm thiên chiếu, đây là một bộ thi binh, trên trán thình lình có một cái động, chính là cường giả sinh hoa cảnh mà 10 ngày trước bị tam sinh thi quan giết. Bây giờ đã bị hắn luyện chế thành thi binh, chỉ là thời gian qua ngắn, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ có sức chiến đấu của thần thai cảnh nhưng kiềm chế nghiêm thiên chiếu lại là không có vấn đề. Không cho hắn có cơ hội ra tay với dung hoàn huyền liền được. Lăng hàn nở nụ cười, nên là thời điểm hắn xuất thủ, thân hình hắn nhảy lên, lập tức giết ra ngoài, không chút do dự lấy ra ma sinh kiếm, đồng thời gọt về phía hai người dung, nghiêm, đáng chết, dung hoàn huyền và nghiêm thiên chiếu đồng thời hừ một tiếng. Nhưng chiếu kiếm này thời cơ quá khéo, vừa vặn ở lúc hai người đánh hừng hực, lực phòng ngự yếu kém nhất, oanh, đúng lúc này, Tam Sinh Thi Quan tiến đến gần, che ở giữa Lăng Hàn và Dung Hoàn Huyền. Chương 448. Hoành, ánh kiếm tung tóe, toàn bộ đánh lên Tam Sinh Thi Quan. Đây chính là linh khí cấp 10, rất dễ dàng liền ngăn cản công kích của Lăng Hàn, cũng may Ma Sinh kiếm là linh khí cấp 10, bởi vậy không có khiến Tam Sinh Thi Quan phản kích, nhưng Tam Sinh Thi Quan đã úp tới Dung Hoàn Huyền, chỉ cần thu hắn vào, như vậy Dung Hoàn Huyền liền nằm ở trạng thái vô địch. Lăng Hàn, ngươi không làm gì được ta dung hoàn huyền cười gằn chỉ cần thấy được hổ nữ chẳng lẽ còn không thể xác định thân phận của lăng hàn sao chờ chút tiểu nhà đầu kia đâu mới vừa rồi còn nhìn thấy nàng sao lập tức liền không còn bóng dáng a à, đột nhiên hắn hét thảm một tiếng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hổ nữ lại xuất hiện trong lưới mà khóe miệng còn đẫm máu thình lình cắn hai ngón tay của hắn đi một cái trong đó đang mang không gian giới chỉ không hắn lập tức giống to không gian giới chỉ cũng không đáng giá mấy đồng tiền vấn đề là bên trong cất giấu hết thảy gia sản của hắn a à, kể cả chiếc chìa khóa cướp của giang gia hì hì hổ nữ nhếch miệng nở nụ cười nàng và lăng hàn phối hợp hiểu ngầm một tiếng tông chính diện kéo sự chú ý một cái khác từ mặt bên đánh lén lấy lực phá hoại của sinh hoa hai mươi tinh cắn xuyên lưới cũng thuận tiện cắn đứt hai ngón tay của dung hoàn huyền nàng lui nhanh hoành tam sinh thi quan khép lại nuốt dung hoàn huyền vào trong giết cho ta giết toàn bộ bọn họ cho ta bên trong truyền đến thanh âm tức giận của dung hoàn huyền đứt mất hai ngón tay không có chuyện gì chỉ cần trái tim không xấu thi khí có thể sống lại tất cả bộ phận nhưng không gian giới chỉ nhất định phải đoạt lại nhất thời con thi binh kia nhìn chằm chằm lăng hàn nghiêm thiên chiếu cũng rung tay phải lên thu hồi lưới xanh ánh mắt nhìn về phía lăng hàn tràn ngập lạnh lẽo lạnh giọng nói giao ra chiếc chìa khóa đó ta có thể tha cho ngươi một mạng lăng hàn tiện tay xóa đi thần thức của dung hoàn huyền ở trên không gian giới chỉ quét qua quả nhiên bên trong có một cái chìa khóa màu bạc không biết làm bằng chất liệu gì to như cánh tay trẻ em hắn khẽ mỉm cười trực tiếp thu không gian giới chỉ vào trong hắc tháp sau đó thân hình né tránh không va chạm chính diện với thi binh cái này không có chút ý nghĩa nào há trận chiến giữa ngươi và ta còn chưa phân thắng bại ta còn đang muốn đánh thoải mái đây này buộc ta ra tay toàn lực ngươi chỉ có một con đường chết Nghiêm Thiên Chiếu lãnh đạm nói, vung tay phải lên, đánh ra một tia sáng màu xanh lục, hóa thành một cánh chim, như một thần nhận tuyệt thế chém qua Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất kiếm, keng, trượt kiếm chém tới cánh chim, đống lửa kịch liệt lóng lánh. Nhìn kỹ, này cũng không phải đống lửa phổ thông, mà là từng mạch văn. Nghiêm Thiên Chiếu thật đáng sợ, hắn đánh ra ý chí võ đạo có thể chống lại linh khí cấp 10. Nhưng vào lúc này, con thi binh kia lại quất tới Nghiêm Thiên Chiếu nó được mệnh lệnh là giết sạch tất cả mọi người. Tự nhiên kể cả nghiêm thiên chiếu ở bên trong, vốn nghiêm thiên chiếu cách có chút xa, nó tự nhiên ưu tiên tấn công lăng hàn. Nhưng bây giờ nghiêm thiên chiếu vọt tới cách nó gần như vậy. Nó tự nhiên không ngại quất một cái, đẹp, nghiêm thiên chiếu mắng một tiếng, mặc kệ kiếp trước hắn huy hoàng bực nào, nhưng hiện tại chỉ là thần thai tầng 9, tuyệt đối không cách nào lơ là một thi binh sinh hoa cảnh. Dù nó vẫn chưa luyện chế hoàn toàn, hắn lại vung một đòn, nhưng là đánh tới Thi Binh, Lăng Hàn xông lên, Ma Sinh kiếm đẩy ra, mười đạo kiếm khí hiện lên, triển khai Tứ Quý kiếm pháp, ý cảnh gợn sóng, như năm tháng biến thiên, lần này, đã biến thành hắn và Thi Binh hợp công Nghiêm Thiên chiếu. Nghiêm Thiên chiếu có khả năng là thần linh đoạt xác, năng lực chiến đấu kinh người đến khủng bố, giơ tay đá chân, dễ dàng liền hóa giải tất cả công kích của Thi Binh và Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn vừa gần người, Thi Binh lại chủ công Lăng Hàn, để tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ba bên hỗn chiến, Lăng Hàn đạt được chìa khóa tự nhiên thành đối tượng bị công kích trọng điểm. Nhưng Thi Binh là kẻ hai mặt tiêu chuẩn, thời điểm có thể công Lăng Hàn thì công Lăng Hàn. Nếu Lăng Hàn rời xa, nó sẽ không nhàn dỗi, thuận tiện bắt chuyện với Nghiêm Thiên Chiếu, để Nghiêm Thiên Chiếu vô cùng phiền muộn. Cái minh Hữu này thực sự quá vô căn cứ, hổ nữ ở một bên nhìn mà không ngừng vỗ tay, nàng đối với Lăng Hàn là tràn ngập tự tin, trải qua một quãng thời gian thủ thế chờ đợi. Lăng Hàn đáng ra một chiêu kiếm, triển khai Huyền Diệu Tam Thiên, ngàn ánh kiếm, tứ quý kiếm pháp chỉ là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, nhưng thần thai cảnh đã có thể sử dụng võ kỹ địa cấp. Huyền Diệu Tam Thiên càng là tồn tại vượt qua võ kỹ thiên cấp. Quy lực chỉ giới hạn ở lý giải đối với kiếm đạo của võ giả. Lần này từ huyền cấp đập lên tới thiên cấp, quy lực kiếm pháp tự nhiên tăng mạnh, Xeo xeo xeo, ngàn ánh kiếm đan xen, mỗi một ánh kiếm đều tương đương với một đòn toàn lực của Lăng Hàn uy lực này kinh người cỡ nào, hơn nữa đây còn dùng linh, khí cấp 10 đánh ra, nghiêm thiên chiếu lập tức rên lên một tiếng, hai tay mở ra, từng sợi tơ trải rộng, lần này không phải hóa thành lưới, mà so với lưới còn dày đặc hơn, như vỏ sò út lại, bảo hộ hắn ở bên trong, thi bình thì chỉ ngây ngốc xông về phía trước, nên chịu đựng đại bộ phận ánh kiếm oai, hoành, ánh kiếm phá diệt, gây ra vụ nổ lớn, cực kỳ đáng sợ, khi kiếm quang tan hết chỉ thấy thi binh kia đã thủng trăm ngàn lỗ, cánh tay trái bị cắt đứt, nhưng nó vẫn nhào tới lăng hàn, hoàn toàn hung hãn không sợ chết, mà nghiêm thiên chiếu thì tốt hơn rất nhiều, vỏ sò che chở hắn chỉ bị đánh tan một chút, hắn hoàn toàn không có tổn thương, cái này tự nhiên là bởi vì đại bộ phận công kích đều bị thi binh gánh. Không thể không nói, chỉ luận thể phách, thi binh thật có thể sánh ngang chân kim cùng cấp, vượt qua thiết bị thể một chút, hơn nữa đây là bởi vì thi binh này vẫn chưa bị luyện chế hoàn toàn chỉ có thể nói trên ngân giáp thi cấp 2 đỉnh cao. Nhưng trình độ không có đạt đến cấp 3, bằng không ngay cả huyền diệu tam thiên cũng không thể tạo thành phá hoại. Dù sao đây là kiếm pháp thương tổn quần thể, vạn pháp quý nhất mới là đại sát chiêu, đây là kiếm pháp của thiên kiếm cung, nghiêm thiên chiếu kinh ngạc thốt lên, khẽ nhíu mày, không đúng, nơi này có thiên kiếm tông, lẽ nào ngươi là đệ tử của nơi đó, không đúng, ngươi xuất thân vũ quốc, sẽ không có quan hệ với thiên kiếm tông, lẽ nào ngươi là đại năng của thiên kiếm cung chuyển thế thân câu nói đầu tiên kỳ thực là hắn tự nói với mình nhưng câu tiếp theo là đang hỏi lăng hàn lăng hàn khẽ mỉm cười nói ta và thiên kiếm cung không có quan hệ gì nhưng ngươi nếu biết thiên kiếm cung nghĩ đến là người của thần giới a thần giới nghiêm thiên chiếu sững sờ sau đó đột nhiên cười to mặt đầy vẻ khinh bỉ ngu dân hạ giới ngu không thể nói nói thật cho ngươi biết ta đúng là nghiêm thiên chiếu chỉ là khi còn bé phát động một đồ vật, bên trong cất giấu ký ức của một vị thần linh, chịu chút ảnh hưởng mà thôi. Lăng Hàn bừng tỉnh, loại ký ức này không thể chạm loạn, tại sao hắn không muốn sử dụng siêu hồn thuật, chính là sau khi đụng vào ký ức của người khác, sẽ cùng trí nhớ của mình dung hợp lại với nhau. Ký ức nhiều như vậy, liền không nhận rõ cái nào là của mình, cái nào của người khác, tất sẽ ảnh hưởng bản thân, thậm chí tính cách đại biến. Lúc đó Nghiêm Thiên Chiếu chỉ 5 tuổi, nhân cách của bản thân hắn căn bản chưa hình thành sao có thể chịu đựng ký ức của một vị thần linh. Tự nhiên tính cách đại biến, hầu như chính là phiên bản của tên thần linh kia, trở nên cực kỳ tà ác, mới bị người phong ấn. Chương 449, đẹp trong tam sinh thi quan, truyền đến tiếng mắng của Dung Hoàn Huyền, hắn thực sự xui xẻo a à? đầu tiên là bị Tu La Ma Đế bám thân, hiện tại lại gặp phải một quái vật có ký ức của thần linh. Hơn nữa Lăng Hàn cũng rất có thể dính líu quan hệ tới thời kỳ thượng cổ, nghiêm thiên chiếu là lý cũng không lý dưới cái nhìn của hắn dung hoàn huyền tự nhiên là tiểu nhân vật trong tiểu nhân vật hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới hắn nghiêm nghị nhìn lăng hàn nói thành ý của ta rất đủ lăng hàn như vậy đi ta cũng không cần ngươi giao chiếc chìa khóa đó cho ta nhưng ta muốn đồng thời tiến vào xạ thủ cung lấy đi một món đồ thấy lăng hàn hơi nhướng mày hắn lập tức xua tay nói ngươi yên tâm thứ này đối với ngươi tuyệt không có một chút xíu tác dụng hắn dừng một chút lại nói, ta còn có thể thay ngươi làm thịt tiểu tử trong quan tài kia. Người khác không làm gì được Tam Sinh Quan, nhưng với ta vô hiệu, ta có thể lôi hắn ra. Đệt, Dung Hoàn Huyền lại mắng một tiếng, đổi thành người khác nói như vậy, hắn tự nhiên khịt mũi coi thường, nhưng Nghiêm Thiên Chiếu nắm giữ ký ức thần linh, tương đương với thần linh chuyển thế, nói không chắc liền sẽ có biện pháp đối phó Tam Sinh Thi Quan. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, không được, tại sao? Nghiêm Thiên Chiếu quả thực phát điên hắn đã đủ nhượng bộ lăng hàn lại còn từ chối lăng hàn nói hiện tại ta không giải quyết được tiểu tử trong quan tài kia nhưng không quá mấy năm ta liền có thể lôi hắn ra giết giữ lại cho ta một chút nhắc nhở cũng tốt còn chiếc chìa khóa đó khà khà rõ ràng là của ta tại sao ta phải tặng đồ vật cho ngươi hơn nữa ngay cả một vị thần linh cũng để bụng như thế cha cha sách vậy ta càng không thể bỏ qua ngươi nghiêm thiên chiếu giận tím mặt nhất thời nhảy lên một cái giết tới lăng hàn, nếu đàm luận không thành, vậy chỉ có so tài xem hư thực, vậy ngươi liền nhìn sức chiến đấu đáng sợ của khổng tước nhất tộc ta. Nghiêm thiên chiếu hư lạnh nói, hai tay vung kích, hóa thành cánh chim trăm trưởng, mạch văn đan dày, ống ánh phát quang, cực kỳ đáng sợ, lăng hàn triển khai huyền diệu tam thiên, hắn cũng không cần xúc đủ sức mạnh, mỗi lần chỉ cần đánh ra chừng trăm ánh kiếm là được. Đánh nghiêm thiên chiếu tới cánh chim nát tan, hóa thành lông vũ đầy trời, lại lập tức hóa thành mạch văn, cấp tốc ảm đạm, quy về thiên địa, giết, 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 vẻ mặt của nghiêm thiên chiếu trở nên cực kỳ tà ác. Thân hình co rụt trở lại, thật giống như biến thành một con khổng tước to lớn, linh vũ kích dương, sát khí đầy trời, lăng hàn không kinh không sợ, chỉ triển khai huyền diệu tam thiên, trăm đảo ánh kiếm dương trời, đã đủ sức đối kháng, đáng ghét, dù sao ta không còn là khổng tước thân, không cách nào phát huy minh vương bí thuật đến mức tận cùng nghiêm thiên chiếu giận dữ hét nhưng trong đôi mắt điên cuồng không giảm lại thăng giao chìa khóa ra oanh cả người hắn thả ra ngọn lửa màu xanh lục vặn vẹo không gian lăng hàn lập tức cảm giác được một tia choáng váng có độc hắn thầm nói vội lấy ra một mảnh kim hoa trong đá nuốt vào sau đó nhìn lại hổ nữ cũng còn tốt tiểu nha đầu cách khá xa không có bị ngọn lửa bao vây chỉ ăn vào một mảnh kim hoa trong đá lăng hàn cảm thấy cảm giác váng đầu hơi được khống chế nhưng vẫn không có chuyển biến tốt hiển nhiên kim hoa trong đá cũng không cách nào giải hỏa độc chỉ có thể tạm hoãn t đây là độc gì ngay cả kim hoa trong đá được xưng có thể giải vạn độc cũng không thể giải nhưng chiến ý của lăng hàn không giảm lại thăng nắm chặt ma sinh kiếm nói nghiêm thiên chiếu tiếp ta một kiếm oanh lôi đình chiến giáp phát động hình thành một hàng rào ngăn cách hỏa độc ở bên ngoài lúc này thi bình đã không có đất dụng võ trước sau bị huyền diệu tam thiên của lăng hàn và hỏa độc của nghiêm thiên chiếu trọng thương uy hiếp hoàn toàn suy giảm bởi vậy lăng hàn chỉ cần chuyên tâm đối phó nghiêm thiên chiếu là được hắn vẩy trường kiếm một cái lần thứ hai phát động huyền diệu tam thiên nhất thời ngàn ánh kiếm dương động vô thiên cái địa nghiêm thiên chiếu vội mở cánh chim màu xanh lục bao bọc mình lại ánh kiếm tập kích đến hào quang mạch văn đầy trời nổ đến thân hình của hắn không ngừng lui về phía sau ánh kiếm dập tắt cánh chim bảo hộ ở trước người hắn cũng bị phá hỏng. Khi kiếm quang giảm thiểu đến 200 đạo, cánh chim màu xanh lục hoàn toàn bị đánh tan, phốc 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 phốc, ánh kiếm tàn phá, máu tươi bão táp, lăng hàn âm thầm hoảng sợ. Tên này thật là không thể coi thường, nếu không phải hắn tăng kiếm khí từ 7 đạo lên 9 đạo, thì dù là huyền diệu tam thiên cũng phá không được phòng ngự của đối phương. Nghiêm thiên chiếu vừa gào thét vừa thổ huyết, lần này hắn bị thương thật nặng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hoành, tam sinh thi quan mở rộng, dung hoàn huyền vọt ra, một đao chém về phía nghiêm thiên chiếu, lúc này chính là thời điểm nghiêm thiên chiếu suy yếu nhất. Mà hắn làm sao nghĩ tới, dung hoàn huyền lại còn ra tay với hắn, nhất thời chúng chiêu, phốp, dòng máu màu xanh lục tung tué, hắn bị chém thành hai đoạn, người lại ra tay với ta, nghiêm thiên chiếu không thể tin được, phí lời, chính ngươi nói có thể lôi ta từ trong tam sinh thi quan ra. Ta không diệt ngươi thì diệt ai? Dung hoàn huyền cười gần so sánh với đó chí ít hắn ở trước mặt lăng hàn còn có lực tự vệ hơn nữa dù cho không chiếm được bảo vật trong bí cảnh thập nhị thiên hắn cũng không tổn thất gì vốn không phải của hắn tự nhiên không hề có chuyện đau như cắt gì nghiêm thiên chiếu phiền muộn không nghĩ tới run dế ở trong mắt hắn lại trước sau trọng thương hắn có điều hắn dễ dàng chết như thế sao hai đoạn thân thể của hắn chuyển động một cái hai chân chạy đi một cái hai tay chống đỡ sau đó hai tay chống nhảy một cái trồng lên hạ thân, thật giống như có thể dính lại vậy. Bí cảnh mở ra, ta sẽ ngăn chặn ngươi. Còn có ngươi, hắn đầu tiên là nói với Lăng Hàn. Sau đó chỉ vào tam sinh thi quan, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ biến ngươi thành một bộ thi thể. Nói xong, hắn liền chạy đi, oanh, sau lưng sinh ra hai cánh ánh sáng màu xanh lục, rung lên, nhất thời phá không mà đi. Vậy cũng không chết, Lăng Hàn chống kiếm mà đứng, nghiêm thiên chiếu hoàn toàn có thể coi là thần linh thượng cổ truyền thế nắm giữ bí thuật nhiều kinh người bị một đao cắt nứt còn không chết lần sau nên đánh nổ trái tim hay đầu của hắn đây lăng hàn ngươi không nên đắc ý ta sẽ đi kiếm một bộ kim giáp thi lần sau tất lấy tính mạng của ngươi dung hoàn huyền cũng bỏ lại một câu nói mang tính hình thức hiển nhiên là muốn chạy đi biết rồi biết rồi đi đi lăng hàn không nhịn được nói ngươi dung hoàn huyền hư nói hắn rất khó chịu thái độ như vậy của lăng hàn thật giống như hắn là tiểu nhân vật không quan trọng gì hắn xin thề, nhất định phải làm cho Lăng Hàn hối hận. Oanh, tam sinh thi quan chuyển động, Dung Hoàn Huyền cũng nganh ngang rời đi. Lăng Hàn rơi vào trầm tư, tình huống như nghiêm thiên chiếu. Đến tột cùng phải nói kiếp trước là thần linh chuyển thế. Hay vẫn như cũ là chính hắn. Ngược lại, hắn thuộc về tình huống thế nào? Có phải chỉ là trí nhớ kiếp trước chuyển đến thân thể này không? Điều này làm cho hắn có chút mờ mịt. Lăng Hàn, hổ nữ vọt lại, lôi kéo tay của Lăng Hàn nhất thời để Lăng Hàn nở nụ cười, đuổi đi mê man trong lòng. Hắn chính là hắn, không phải đan đạo đế vương kiếp trước, cũng không phải thiếu niên vô dụng đời này, mà là dung hợp hai người, vừa có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, là một người sống sờ sờ. Cái này đã đủ, đi, chúng ta trở lại, Lăng Hàn cười nói, ừm, um, hổ nữ dùng sức gật đầu. chương 450, trên đường về cực Dương Thành, Lăng Hàn xóa dịch dung, thời điểm đến cực Dương Thành, Hắn tự nhiên không quên khôi phục thân phận ông chủ Kiêm Đan sư. Hắn mất tích 10 ngày, bọn người Lưu Vũ Đồng đều rất lo lắng, cũng may Lăng Hàn rốt cục trở về, để bọn họ yên tâm, Lăng Hàn lại đi tới Linh Bảo Các, thầm nghĩ lần này Ân Hồng làm sao cũng lấy được Cửu Diệp Hắc Linh Chi cho hắn chứ. Thật không tiện, Ân Hồng vừa thấy hắn liền xin lỗi, để Lăng Hàn bay lên cảm giác không rõ. Quả nhiên, chỉ nghe Ân Hồng nói, cây linh dược ngươi muốn bị người cướp, người nào làm? Lăng Hàn sát khí lẫm lẫm cây linh dược này dính đến lăng đông hành có thể tu luyện lại hay không vì thế hắn không tiếc đại khai sát giới cụ thể còn không rõ ràng lắm chỉ nói bán cho một người họ khang vừa vạn căn cứ ta điều tra hắn cũng tới cực dương thành lúc này đang ở trong bắc đan các ân hồng nói thực xin lỗi ta vốn đã bàn xong xuôi với người chủ bán nhưng họ khang kia có lẽ lai lịch rất lớn mới có thể làm cho chủ bán không tiếc đắc tội ta cũng bán linh dược cho hắn ta vốn định câu thông với người họ khang kia một chút xem có thể nhường lại hay không. Chỉ là còn chưa kịp bắt đầu, người cũng đã tới, ân hồng lại nói, lăng hàn gật đầu nói, đa tạ, chỉ ít hắn biết vị trí cụ thể của cửu diệp hắc linh chi là được. Người cẩn trọng một chút, người này có thể làm cho chủ bán bác bỏ mặt mũi của ta. Có thể có thực lực kinh người, hoặc nắm giữ bối cảnh rất lớn, ân hồng nghiêm nghị nói, ta biết rồi, lăng hàn đứng dậy rời đi, ân hồng nhìn bóng lưng của lăng hàn biến mất, không khỏi nâng cầm nói, kỳ quái, bắc vực có đại năng họ khang sao lăng hàn đến thẳng bắc đan các tuy hắn là đan sư địa cấp ở cực dương thành cũng rất nhiều ngày nhưng số lần đến bắc đan các lại không nhiều chỉ đến chọn mua một ít hạt giống linh dược phong phú không gian hắc tháp mà thôi hắn hỏi nhân viên trong đan các tin tức của người họ khang nhưng mỗi người đều lắc đầu biểu thị không rõ nghĩ tới hẳn là người họ khang kia lai lịch rất lớn nên những nhân vật tầng dưới chót này không rõ ràng cũng rất bình thường lăng hàn liền quyết định đi tìm người cấp độ cao hơn hỏi nhưng người bình thường làm sao có thể tiến vào trọng địa của bắc đan các hắn đang muốn lấy ra thân phận đan sư địa cấp nhưng ánh mắt thoáng nhìn chỉ thấy bên ngoài đi vào ba người hai cái trước mặt một ở phía sau trong hai người trước mặt một toàn thân thanh lịch quần trắng tóc đen như mây mặt che lụa trắng tuy trang phục như vậy trên đời này có thể có một ngàn một vạn nhưng chỉ nhìn thân ảnh liền khiến người ta mơ màng lại chỉ có một Chư Toàn Nhi, bên người nàng là một nam tử tuổi còn trẻ, đại khái 24-25, tu vi thần thai tầng 9, ở Bắc Vực có thể coi là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng ở phía sau hai người đi theo một tên cường giả sinh hoa cảnh. Vẻ mặt nghiêm nghị, dập khuôn từng bước, nhìn tư thế kia, cường giả sinh hoa cảnh này thật giống như tôi tớ của hai người phía trước. Lăng Hàn biết, chư Toàn Nhi tuyệt đối không có phô trương như thế, như vậy, cường giả sinh hoa cảnh kia hẳn là thủ hạ của người trẻ tuổi. Có điều, coi như là đông nguyệt tông thú hoàng tông lại có môn nhân đệ tử nào có thể xem sinh hoa cảnh là bảo tiêu đến dùng sinh hoa cảnh tuyệt đối là trụ cột vững vàng của một tông môn tương lai đều có thể trở thành linh anh cảnh người trẻ tuổi này lai lịch rất lớn nghĩ đến ân hồng nói lăng hàn hầu như có thể kết luận người trẻ tuổi này chính là người họ khang lăng đại sư chư toàn nhi nhìn thấy lăng hàn phảng phất gặp được cứu tinh đôi mắt đẹp sáng ngời bước đi tới ngài có thời gian hay không toàn nhi có việc muốn nhờ đại sư đại sư người trẻ tuổi kia nghe nhất thời lộ ra vẻ khinh thường nói toàn nhi nếu như ngươi muốn thấu hiểu đan đạo hoàn toàn có thể hỏi ta thân là đan sư huyền cấp thượng phẩm vấn đề của ngươi ta tự nhiên đều có thể giải đáp người trẻ tuổi này lại còn là đan sư huyền cấp thượng phẩm cha cha thật không đơn giản chẳng trách hắn ngạo mạn như thế có điều chỉ là đan sư huyền cấp thượng phẩm còn chưa có tư cách để một vị cường giả sinh hoa cảnh làm hộ vệ Lăng Hàn nhìn về phía người trẻ tuổi kia nói, ngươi là ai, lớn mật, lại dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với Khang Thiếu. Tên cường giả sinh hoa cảnh kia lập tức khiển trách, ánh mắt ác liệt, tràn ngập sát khí, sinh hoa cảnh, thoát ly phàm thai, cái trợn mắt kia tự nhiên tràn ngập uy thế, có thể rồi ngã thần thai cảnh, hắn tự nhiên là cố ý, thiếu chủ đang đeo đuổi chư Toàn Nhi, nhưng bây giờ nhìn chư Toàn Nhi tựa hồ rất có hảo cảm với Lăng Hàn vậy dĩ nhiên phải làm cho đối phương xấu mặt trước chứ toàn nhi để cho đối phương biết phân biệt nặng nhẹ nhưng lăng hàn là ai có một tia thần thức của thiên nhân cảnh càng là vương giả tu ra chín đạo khí há có thể bị khí thế áp bức hắn chỉ đào đào lỗ tai nói thét to như thế cái gì lỗ tai mình bị điếc cho rằng người khác cũng điếc sao làm tàn sinh hoa cảnh này giận tím mặt một thần thai cảnh nho nhỏ lại dám làm tàn ở trước mặt hắn coi đẳng cấp võ đạo ở đâu còn có thiên lý sao? Chư Toàn Nhi vội ngăn cản, nghiêm nét mặt nói, vị lăng hàn lăng đại sư này, chính là đan sư địa cấp hạ phẩm. Cái gì, sinh hoa cảnh kia nhất thời trợn mắt, thấy thế nào lăng hàn cũng chỉ 18-19 tuổi. Lại là đan sư địa cấp, phải biết dù thiên tài như khang thiếu, bây giờ cũng có là huyền cấp thượng phẩm mà thôi. Tuy huyền cấp thượng phẩm và địa cấp hạ phẩm chỉ tranh lệch một cấp, nhưng một cấp ấy đủ khiến người tuyệt vọng cả đời, vĩnh viễn không thể vượt qua đan sư địa cấp thì đã làm sao? Người trẻ tuổi kia cười gần, ở trước mặt ta, coi như đan sư địa cấp thượng phẩm cũng không đủ xem. Tiểu tử, cút ra ngoài cho ta, bằng không ta muốn ngươi chết. Lăng Hàn không những không giận mà còn cười, thản nhiên nói, ta thật giống như không có chỗ nào đắc tội ngươi nha. Ngươi không có được ta cho phép lại nói chuyện với Toàn Nhi. Đây chính là tội lỗi của ngươi, người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói, chứ Toàn Nhi tức giận, ta nói chuyện với ai, có liên quan gì tới ngươi đương nhiên là có quan hệ người trẻ tuổi kia cười hì hì bản thiếu coi trọng ngươi ngươi đã là nữ nhân của ta tự nhiên nam nhân nào cũng không thể nói chuyện với ngươi bằng không chính là muốn chết đừng vội hồ ngôn trừ toàn nhi nổi giận quát người trẻ tuổi kia cười to nói nghe nói yêu hồi nguyệt cũng xem trọng ngươi ta nghe nói mới cố ý từ trung châu chạy tới chính là muốn mở mang kiến thức một chút đến tột cùng mỹ nhân thế nào mới có thể làm cho tên kiếm si kia động lòng thằng khốn này vẫn luôn đối nghịch ta ta ở võ đạo không sánh được hắn, nhưng có thể đoạt nữ nhân hắn vừa ý. Ha 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 ha, thật muốn nhìn biểu tình của hắn a. À. Nằm mơ, chư toàn nhi hừ lạnh, thật sao, người trẻ tuổi kia lộ ra nụ cười cân nhắc, không phải người muốn luyện chế đan dược thiên cấp sao, toàn bộ Trung Châu chỉ có hai đan sư thiên cấp, một người trong đó là Thái Gia Gia của ta, người dựa vào cái gì để đan sư thiên cấp thay người luyện dược, như Khang Gia ta, đời đời luyện đan, tích lũy của cải cực kỳ kinh người. Ngươi có thể lấy ra cái gì để thái Gia gia ta động lòng? Trừ khi ngươi có thể trở thành nữ nhân của ta, do ta đi cầu thái gia gia luyện đan. Chương 451. Họ Khang, Đan đạo thế gia, Lăng Hàn hơi run run, nguyên bản hắn không để ý họ Khang là cái gì, nhưng nghe đến bốn chữ đan đạo thế gia, trong lòng lại hơi động nói, tổ tiên nhà ngươi có một người gọi Khang Tu Nguyên không? Cái gì Khang Tu Nguyên? Người trẻ tuổi kia đầu tiên là hừ một tiếng, nhưng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ làm sao ngươi biết tên của thủy tổ nhà ta? dựa vào lại thật lăng hàn thầm nói kiếp trước hắn tổng cộng thu bốn đồ đệ, hai cái theo hắn học võ đạo, hai cái học đan đạo. mà hai người học đan đạo, một người tên vân vĩnh vọng, một cái khác tên khang tu nguyên. đây là hậu duệ của đồ đệ hắn. còn mẹ nó, đây thực là khi sư diệt tổ a. lăng hàn hừ một tiếng nói ngươi không cần phải để ý nể tình mặt mũi tổ tiên của ngươi, ngươi quỳ xuống nói lời xin lỗi giao cửu diệp hắc linh chi ra, ta liền không chấp nhặt với ngươi, làm càn, người trẻ tuổi kia tức điên rồi, khang tổ danh ta cũng coi như người cuồng ngạo, nhưng với so sánh ngươi, ta phát hiện mình thật là quá khiêm tốn, cao phong, giết hắn cho ta, câu nói sau cùng là nói với cường giả sinh hoa cảnh phía sau hắn. Người này họ chắc, tên cao phong, bên người đan sư thiên cấp tự nhiên không thiếu cường giả đi theo. Nếu không phải Trung Châu và Bắc Vực có bình phong tồn tại, lần này hắn khẳng định sẽ mang theo cường giả hóa thần cảnh tới. Dùng sức một người liền có thể quét ngang toàn bộ bắc vực. Xem có châu bò không? Khang thiếu, người này là đan sư địa cấp, chắc cao phong hơi có chút trần chờ Toàn bộ thiên hàng đại lục chỉ có hai đan sư thiên cấp. Bởi vậy đan sư địa cấp cũng phi thường ghê gớm. Hơn nữa lăng hàn còn trẻ tuổi như thế. Tương lai nói không chắc có thể trở thành bá chủ uy chấn thiên hà. Sợ cái gì? Thái gia gia của ta là đan sư thiên cấp khang tổ danh ngạo nhiên nói chắc cao phong không do dự nữa đan sư thiên cấp a à, tồn tại châu bò nhất thiên hạ có thể ngang hàng với phá hư cảnh có thể nói là đứng đầu đan sư trong thiên hạ như vậy hắn giết chết một đan sư địa cấp thì đã làm sao hắn lại không cần cầu đan sư khác luyện đan căn bản không cần nhìn sắc mặt người khác chết hắn lập tức vung ra đánh tới lăng hàn dừng tay chư toàn nhi kinh hãi nguyên bản nàng cố ý nói chuyện với lăng hàn biểu hiện thân mật một ít để khang tổ danh tự mình rời đi không nghĩ đến khang tổ danh kia là tiêu chuẩn nhị thế tổ cuồng ngạo năng ngược không biết lý lẽ lại muốn hạ sát thủ với lăng hàn họa là nàng gây ra nàng lập tức thả người nhảy tới che ở giữa lăng hàn và chắc cao phong nhưng ở trước mặt sinh hoa cảnh cái này có ích lợi gì chắc cao phong chỉ đưa ngón tay chư toàn nhi liền bị một luồng tình lực nhu hòa kéo qua một bên bị phong bế tu vi mà đòn đánh của chắc cao phong hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng tiếp tục đánh tới lăng hàn hoành lăng hàn bị đánh bay một đường va xuyên bảy bức tường lúc này mới ngừng lại không chết chắc cao phong lộ ra vẻ kinh ngạc sức mạnh của hắn đánh tới đối phương trên người tiểu tử kia lại có một bảo giáp thả ra thần quang lôi đình cản lại công kích của hắn cũng bởi vậy lăng hàn chỉ bị đánh bay có khả năng còn gãy vài cây xương ói ra mấy búng máu nhưng sẽ không chết cái này rất kinh người đường đường sinh hoa cảnh ra tay lại không thể một đòn giết chết thần thai cảnh, người phương nào dám gây sự ở trong Bắc Đan Các? Tiếng hừ lạnh vang lên, trước đó mấy người Lăng Hàn chỉ cãi nhau, Bắc Đan Các đương nhiên sẽ không lưu ý, nhưng hiện tại đánh đấm, thậm chí phá hoại Đan Các, cái này đương nhiên dẫn ra cường giả của Bắc Đan Các. Khang Thiếu, chắc Cao Phong xoay người lại, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Khang Tổ Danh, tiếp tục, Khang Tổ Danh lạnh lùng nói, một bên lớn tiếng nói, ta chính là Khang Tổ Danh thái gia gia của ta chính là Trung Châu Đan Sư Thiên Cấp Khang Tử Thạch Đại Sư. Ai dám ra tay, chính là đối địch với Khang gia ta. Hắn lấy ra một tín vật, người bình thường tự nhiên không biết, nhưng chỉ cần là Đan Sư Địa Cấp liền rõ ràng. Này xác thực thuộc về Khang Tử Thạch Đại Sư. Trong khoảng thời gian ngắn, cường giả trong Bắc đan các đều giống như tập thể hóa đá. Lại không có người nào lên tiếng, huống chi là ra tay ngăn cản. Khang Tử Thạch Khang Đại Sư là một trong hai trụ cột lớn của Đan Sư Hiệp Hội đối với đan sư của đan sư hiệp hội hay võ giả mà nói. Đây là thần linh cao cao tại thượng, chỉ có thể quỳ xuống chiêm ngưỡng, hoành, 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 chắc cao phong vô cùng sung sướng truy sát lăng hàn, tâm tình thoải mái đến cực điểm, mặc dù hắn là sinh hoa cảnh, nhưng ở Trung Châu tuyệt không coi là cường giả, chỉ có thể xưng một tiếng cao thủ, nhưng ở đây, hắn là cường giả tuyệt đối, hơn nữa còn có biển chữ vàng của đan sư thiên cấp hộ thân. Căn bản không người dám ngăn trở ở Bắc Đan các cũng có thể tùy ý ra tay. Cái cảm giác này, thoải mái, tu vi của chư Toàn Nhi bị phong ấn, nhưng không trở ngại nàng mở miệng, lớn tiếng nói, người bị đuổi giết chính là Lăng Hàn Lăng Đại Sư, đan sư địa cấp hạ phẩm. Cái gì, lần này, không ít, người lựa chọn trầm mặc đều biến sắc, xem ở mặt mũi của đan sư thiên cấp, chắc cao phong ngươi làm giữ liền làm giữ đi, bọn họ nhìn, nhưng người muốn giết một vị đan sư, ý nghĩa này liền hoàn toàn khác nhau vì sao đan sư hiệp hội lại thành lập còn không phải vì bảo đảm quyền lợi của đan sư hình thành một liên minh to lớn để bất kỳ võ giả nào cũng không dám khinh thường cũng bởi vậy mới có địa vị siêu nhiên của đan sư hiện tại nhưng ở đan sư hiệp hội truy sát một đan sư đây là sự tình hoang đường cỡ nào nếu như khang tử thạch ra tay vậy dĩ nhiên là không ai dám khuyên nhưng một sinh hoa cảnh nho nhỏ cũng dám truy sát đan sư thậm chí còn là đan sư địa cấp cái này tự nhiên gây ra công phẫn ngày hôm nay ngươi có thể truy sát lăng hàn vậy ngày mai không phải cũng có thể truy sát ta sao nhất thời một đạo khí thế đáng sợ rung động đè ép vác cao phong lại ra tay chính là một vị cung phụng trong bắc đan các cường giả linh anh cảnh họ thạch tên thật không có mấy người biết người người đều gọi là thạch lão lớn mật lớn mật khang tổ danh giận tím mặt người bản thiếu muốn giết người cũng dám ngăn cản không sợ ta động nộ hủy đi nơi này sao lăng hàn nhanh chân đi trở về vẻ mặt tức giận hắn từng trải qua không ít công tử bột nhưng thích làm gì thì làm đến phần này khang tổ danh hẳn là độc nhất ỷ vào lão tổ tông của mình là đan sư thiên cấp lại cuồng đến mức độ như vậy Hừ, bắc đan các không phải địa phương các ngươi làm càn cốt thạch lão hừ nói ánh mắt của khang tổ danh chuyển động đột nhiên nói ông lão ngươi kẹt ở linh anh cảnh thật nhiều năm đi bản thiếu suy đoán một là ngươi không có công pháp tầng thứ tám hai là tích lũy không đủ nên không cách nào xung kích ràng buộc của hóa thần cảnh. Có điều, nếu ngươi thay ta giết tiểu tử kia, bản thiếu có thể ban cho ngươi công pháp võ đạo tầng thứ 8. Còn đưa ngươi một viên thiên tâm thái hư đan, giúp ngươi cố bản bồi nguyên, tích lũy bản nguyên. Cái gì? Thạch lão lập tức run giọng kinh ngạc thốt lên, hắn động lòng rồi. chương 452, thạch lão là cung phụng của Bắc Đan Các. Ở đây tọa trấn đã gần trăm năm, bởi vì khi còn trẻ hắn không có đi Trung Châu, đợi đến lúc tuổi già thì càng không thể, xuyên qua bình phong không chỉ suy yếu tu vi, thậm chí sẽ dao động sinh mệnh bản nguyên của hắn, hắn đã không còn hùng tâm tráng trí, chỉ muốn ở chỗ này an hưởng quãng đời còn lại, nhưng lời của Khang Tổ Danh lại để hắn tim đập thình thịch. Công pháp võ đạo tầng thứ 8, thiên tâm thái hư đan cố bản bồi nguyên, điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng đột phá hóa thần cảnh. Nếu có thể bước vào hóa thần cảnh, hắn có thể được thêm 200 năm tuổi thọ, ai không muốn sống thêm mấy năm huống chi là 200 năm, gấp hai lần một đời của người bình thường. Lão Thạch, tâm người loạn, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe vô cùng trong sáng, nhưng cẩn thận nghe, lại tràn ngập thương tang. Đây là đại lão chân chính của Bắc Đan Các, đan sư địa cấp trung phẩm công dương Thái Tôn, đồng thời cũng là cường giả linh anh cảnh, kỳ thực hắn có hy vọng sung kích hóa thần cảnh, nhưng vì tiêu hao quá nhiều tinh lực vào đan đạo, bây giờ khí huyết khô cạn, đã vô lực sung kích cảnh giới cao hơn rồi thạch lão hừ một tiếng nói công dương huynh ngươi một lòng đan đạo lão phu cực kỳ khâm phục nhưng này có khả năng là hy vọng duy nhất để lão phu đột phá kính xin ngươi không nên ngăn cản ha ha lão thạch ngươi là cung phụng của bắc đan các ta cầm tiền của đan sư hiệp hội ta nhưng lại đến truy sát đan sư của ta trên thế giới không có chuyện tiện nghi như vậy thanh âm của công dương thái tôn lại vang lên vậy công dương huynh lão phu liền từ chức vụ cung phụng của bắc đan các thạch lão rất thẳng thắn có thể tu luyện tới linh anh cảnh há có thể là người lo được lo mất công dương thái tôn thở dài nói chỉ vì một câu nói suông ngươi liền tin tưởng Hừ, nghĩ đến hắn sẽ không dám lừa dối lão phu thạch lão vô cùng tự tin nói thật sao công dương thái tôn lắc đầu lão thạch ngươi thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a có bình phong ngăn trở ngươi có thể tới trung châu sao còn nữa linh anh cảnh ở trung châu chỉ có thể nói là cao thủ nhưng không xưng được cao thủ tuyệt thế thạch lão không khỏi cứng lại ở bắc vực xác thực không người nào dám lừa dối hắn nhưng vạn nhất tiểu tử họ khang kia chạy về trung châu không đến thì làm sao bây giờ lại nói người ta là hậu duệ của đan sư thiên cấp thật muốn trốn hắn dám tới quý phủ đòi nợ sao thạch lão yên tâm khang tổ danh ta ở đây xin thế tất sẽ hoàn thành hứa hẹn bằng không trời đánh mũ lôi khang tổ danh vội vàng nói hắn là nhị thế tổ hắn hung hăng bá đạo nhưng hắn tuyệt không ngu ngốc bằng không tu vi có thể dựa vào đan dược tăng lên nhưng thân phận đan sư huyền cấp thượng phẩm là hắn bằng chân tài thực học lấy được thạch lão cạc cạc cười quái dị nói công dương huynh ta không muốn đối địch với ngươi cũng xin ngươi không nên là địch với lão phu ha ha các ngươi đều cho rằng ăn chắc ta sao lăng hàn mở miệng hắn nhanh chân đi trở về lôi đình chiến giáp trên người tỏa ra từng vòng ánh chớp để hắn có vẻ cực kỳ uy vũ ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi khang tổ danh lãnh đạo nói hắn am hiểu nhất chính là lợi dụng thân phận của mình nắm trong tay các loại tài nguyên đi đập người mỹ nữ sẽ vì hắn rộng y giải mang thiên kiêu sẽ cúi đầu mà kẻ địch tự nhiên là chết không có chỗ trôn lăng hàn cười nhạt nói không phải có một lão tổ tông đan sư thiên cấp sao châu bò cái gì công dương huynh xin chuẩn bị cho ta một chút ta muốn sát hạch đan sư thiên cấp nghe lăng hàn xưng công dương thái tôn là huynh rất nhiều người đều phun ra thiếu niên này thực không sợ chết a à? chẳng lẽ không biết hiện tại trong Bắc Đan các chỉ có công Dương Thái Tôn mới có thể cản Thạch lão? Sao, ngươi một đan sư địa cấp hạ phẩm nho nhỏ, so với đan sư địa cấp trung phẩm là kém một cấp độ, mà tầng thứ này có khả năng là cần mấy chục năm mới có thể vượt qua, thậm chí cả đời vô vọng, lại dám xưng huynh gọi đệ với công Dương Thái Tôn, quả thực không có mát, nhưng nghe được câu tiếp theo của Lăng Hàn, thì tất cả mọi người hóa đá, tên này lại muốn chứng thực đan sư thiên cấp, sát, căn bản là chuyện không thể nào đừng nói lăng hàn có năng lực như vậy hay không nhưng vật liệu thiên cấp chỉ ở trung châu mới có bởi vậy ngay cả khang tử thạch đến cũng vô dụng nhiều lắm chỉ chứng thực đan sư địa cấp thượng phẩm mà thôi không cần lo lắng chính ta có vật liệu lăng hàn từ tốn nói ở đan sư hiệp hội tuyệt không cho phép bất luận người nào ngăn cản đan sư chứng thực đẳng cấp cao hơn dù đan sư thiên cấp cũng không ngoại lệ bởi vậy công dương thái tôn sửng sốt một chút liền nói chuẩn bị đan phòng Thạch lão cũng có vẻ hơi kinh ngạc, trần chờ, nhưng chỉ cần công dương thái tôn toàn lực bảo đảm lăng hàn. Như vậy ở trong bắc đan các, hắn tuyệt đối không làm gì được lăng hàn, bởi vì trong đan các này có tuyệt thế đại trận, toàn lực kích phát thậm chí có thể phát, huy ra uy năng của hóa thần cảnh. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân đan sư hiệp hội sừng sững không ngã. Ở trong bắc vực, người mạnh nhất chỉ là linh anh cảnh, có thể đối kháng đại trận của hóa thần cảnh sao, cũng còn tốt, thạch lão biết rõ đại trận này vận chuyển bởi vậy hắn chắc chắn có thể bảo mệnh nhưng còn muốn chặn giết lăng hàn mà nói vậy thì thật là nằm mộng ban ngày hơn nữa hắn chỉ xung đột ý kiến với công dương thái tôn hy vọng đối phương có thể lùi bước ha ha cười chết bản thiếu chỉ là đan sư địa cấp hạ phẩm lại muốn chứng thực đan sư thiên cấp khang tổ danh ôm bụng cười to chỉ là những người khác đều căm ghét hắn cuồng ngạo chỉ có cao thái phong nể tình cùng hắn nở nụ cười được theo lão phu đến đây đi, công dương thái tôn nhìn lăng hàn một chút, thiếu niên này thực sự là quá trẻ, lúc trước tình diệu điện truyền đến yêu cầu chứng thực, hắn là một vạn cái không tin, cũng vì vậy có ấn tượng sâu sắc với lăng hàn, hiện tại hắn đã tiếp nhận sự thực lăng hàn là đan sư địa cấp, nhưng giờ khắc này đột nhiên nghe được lăng hàn nói muốn chứng thực đan sư thiên cấp, trong lòng hắn vẫn cấp tốc chạy qua một vạn con kiến, người chỉ là đan sư địa cấp hạ phẩm mà thôi. Cách đan sư thiên cấp tranh lệch bao nhiêu? không phải ba cấp mà là vô cùng xa, thật giống như đan sư huyền cấp thượng phẩm có 99% xác suất cả đời không thể tiến vào địa cấp, đan sư địa cấp thượng phẩm cũng có 99% không cách nào tiến vào thiên cấp. Toàn bộ hàng thiên đại lục chỉ có hai đan sư thiên cấp mà thôi. Lăng Hàn hiển nhiên là bị kích thích mới nói muốn chứng thực đan sư thiên cấp. Thấy thế nào cũng là nổi giận quyết định, sao có thể có chuyện thành công, luyện chế đan dược thiên cấp, không khuếch đại mà nói, ngay cả khang tử thạch cũng phải chuyên tâm tĩnh thần trai giới ba bốn ngày lúc này mới xuất thủ luyện đan hứng thú bừng bừng muốn luyện là luyện sao hắn thật muốn ngăn cản lăng hàn miễn cho lãng phí vật liệu thiên cấp nhưng hết cách rồi bất kỳ đan sư nào cũng có quyền lực chứng thực đẳng cấp cao hơn ngay cả hắn cũng không cách nào cướp đoạt đan phòng đã chuẩn bị kỹ càng thời điểm lăng hàn đi tới toàn bộ bắc đan các cũng náo động có người muốn chứng thực đan sư thiên cấp cái này ở Bắc vực là chuyện khó mà tin nổi, bởi vì tuy ở trong lịch sử Bắc vực từng ra đan sư thiên cấp, nhưng hẳn là ở Trung Châu hoàn thành đột phá cùng chứng thực. Từ đó không về Bắc vực nữa, hiện tại lại có người muốn ở Bắc Đan các chứng thực đan sư thiên cấp. Dựa vào, nhất định phải đi nhìn. Chương 453, Lăng Hàn đúng là nhất thời kích động, mới sẽ chứng thực đan sư thiên cấp, đan sư thiên cấp 18 tuổi thực sự là quá chói mắt. Hơn nữa hắn vẫn không có xây dựng lên thế lực của mình, tỉ như Đông Nguyệt Tông, Thú Hoàng Tông trong bóng tối bắt hắn đi, giam cầm, ép hắn luyện đan thì phải làm sao? Ở bề ngoặt tuyệt không người nào dám gây bất lợi với đan sư thiên cấp. Nhưng ngầm thì, ha ha, dù sao, toàn bộ hàng thiên đại lục mới có hai đan sư thiên cấp mà thôi. Lăng Hàn có hắc tháp, xác thực đủ để tự vệ, nhưng tiết lộ bí mật của hắc tháp, hắn có thể sẽ gặp phải càng nhiều phiền phức. Người xem hiện tại thiên thi tông không phải nhìn chăm chăm hắn sao? Có điều, vì phụ thân, lăng hàn lựa chọn kích động mà làm nhất định phải được cửu diệp hắc linh chi luyện chế ra bổ linh đan hiện tại vấn đề là hắn có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp sao dù sao hắn chỉ có tu vi thần thai cảnh trên lý thuyết chỉ có thể luyện chế ra đan dược địa cấp trung phẩm lại thêm dị hòa vậy địa cấp thượng phẩm là không thành vấn đề nhưng thiên cấp khó hắn chỉ có thể hy vọng tiểu hòa ở trong hắc tháp bị thao luyện đủ thảm thực lực đại tiến nếu không hắn thật có khả năng thất bại mặt mũi chỉ là thứ yếu, then chốt là không có cách nào đoạt lại cửu diệp hắc linh chi. Lăng Hàn thu hồi suy nghĩ lung tung, từ trong hắc tháp lấy ra một cây linh tâm thiên tuyền trúc. Đây là một loại linh dược, có thể luyện chế hồi nguyên đan bổ sung nguyên lực thường thấy nhất. Thế nhưng linh tâm thiên tuyền trúc có thể luyện chế hồi nguyên đan cấp cao. 10 năm tuổi có thể để linh anh cảnh trong nháy mắt khôi phục một phần 10 nguyên lực. Trăm năm tuổi có hiệu quả với hóa thần cảnh, ngàn năm tuổi có hiệu quả với thiên nhân cảnh. Lăng Hàn ở trong Ma Thiên Bí cảnh thu hoạch một cây linh tâm thiên tuyền trúc trăm năm, lại trải qua hắc tháp vun bón gần một năm, bây giờ đã đạt ngàn năm, có thể luyện chế hồi nguyên đan cấp cao nhất cho thiên nhân cảnh dùng, đương nhiên là đan dược thiên cấp, tuy đan dược thiên cấp cũng chia ba phẩm thượng trung hạ, nhưng bởi vì cấp bậc quá cao, bởi vậy thiên cấp hạ phẩm liền trực tiếp xưng thiên cấp. Thiên cấp trung phẩm là thánh cấp, thiên cấp thượng phẩm là thần cấp, đan dược thánh cấp có tác dụng với phá hư cảnh, thần cấp là chân chính không thuộc về thế giới này kiếp trước lăng hàn có thể luyện chế ra đan dược thánh cấp đối với đan dược thần cấp cũng có chút liên quan thậm chí tìm được một ít thay thế luyện chế ra đan dược bán thần cấp cũng chứng minh thiên phú trên đan đạo của hắn đứng đầu cổ kim châu bò về đến nhà đan đạo đế vương không phải bị người nâng lên mà là chân tài thực học hay vị đan sư thiên cấp ở trung châu kia nên là đan sư thiên cấp hạ phẩm đan đạo truyền thừa xuất hiện đứt đoạn rất lớn cái này không có quan hệ tới võ đạo hưng thịnh, hoàn toàn không thể trở thành thánh cấp, mặc dù thiên cấp hồi nguyên đan là đan dược thiên cấp bình thường nhất, rác rưởi nhất, nhưng phổ thông hơn nữa cũng là đan dược thiên cấp, là bất kỳ đan sư địa cấp nào cũng không thể luyện chế. Đủ để hắn thông qua chứng thực, càng mấu chốt là hắn không có vật liệu thiên cấp khác. Lăng Hàn bắt đầu chia vật liệu, Linh Tâm Thiên Tuyền Trúc là chủ dược, nhưng cũng cần một ít vật liệu phụ, hắn điều khiển như nước chảy mây trôi những đan sư ở bên ngoài nhìn đều chố mắt, hóa ra phân vật liệu cũng có thể tao nhã như vậy. Thậm chí tràn ngập vẻ đẹp, trái tim của chư Toàn Nhi đập oanh oanh oanh, tuy nàng có danh xưng bắc vực đệ nhất mỹ nhân, thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, nhưng muốn nói so với đan sư thiên cấp, vậy thì thật là toàn bộ Trung Châu chỉ có hai đan sư thiên cấp. Địa vị này quả thực có thể so với phá hư cảnh. Nàng có tư cách đối thoại với phá hư cảnh sao? Đương nhiên không có, vì lẽ đó uy hiếp và mê hoặc của khang tổ danh là rất thực dụng. Muốn cầu hai vị đan sư thiên cấp ra tay luyện đan. Thông qua đời sau của bọn họ mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Bằng không chỉ có chờ chư toàn nhi trưởng thành đến trình độ mà đan sư thiên cấp cũng phải nể tình. Phá hư, cảnh, trước tiên không nói chư toàn nhi có thể thành phá hư cảnh hay không. Coi như có thể, vậy đó là sự tình năm nào tháng nào. Nhưng nếu Lăng Hàn có thể thành đan sư thiên cấp, trái tim của chư toàn nhi không khỏi đập bịch bịch nàng nên tính là bằng hữu của Lăng Hàn Nha. Nếu là bằng hữu vậy giúp đỡ nhau cũng không khó đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cực kỳ hy vọng Lăng Hàn có thể thành công. Nhưng Khang Tổ Danh lại cười gắn. Trung Châu tổng cộng có 27 đan sư địa cấp thượng phẩm. Trăm năm qua đều đang trùng kích ngưỡng cửa đan sư thiên cấp. Nhưng cuối cùng không người có thể vượt qua. Vì sao? Bước đi này thật quá khó khăn. Một thiếu niên 18 tuổi cũng muốn thành công. Thực sự là quá ngây thơ. Có điều, Hắn vẫn tương đối khiếp sợ thủ pháp của Lăng Hàn, bởi vì hắn cũng là thiên tài đan đạo, hơn 20 tuổi đã là đan sư huyền cấp thượng phẩm đủ thấy bất phàm. Thủ pháp, kỹ thuật của Lăng Hàn quá già, dạn, để hắn mặc cảm không bằng, thậm chí có ý nghĩ ăn trộm, nhưng nhìn động tác khiến người ta hoa cả mắt kia. Hắn hoàn toàn không biết nên ăn trộm từ đâu, bên ngoài vốn còn có tiếng huyên náo, nhưng bây giờ trở nên yên lặng như tờ, đều đang lẳng lặng nhìn Lăng Hàn, loại ý nhị kia càng để bọn họ có cộng hưởng mãnh liệt thật giống như có món đồ gì muốn từ trong cơ thể phun trào ra. Sau khi phân kiếm vật liệu, lăng hàn lại tiến vào phân đoạn tinh luyện dược lực, thủ pháp kinh người này tự nhiên là mọi người sững sờ. Có mấy người kinh hô lên, lại bị người khinh thường. Khâu trọng yếu nhất đã đến, luyện đan, mặc người tuyển chọn vật liệu vui tay vui mắt, tinh luyện dược lực tinh diệu hơn nữa, nhưng không cách nào luyện chế ra đan dược. Vậy hết thảy đều là hư ảo. Lăng hàn ngưng thần tĩnh tâm, gọi dị hỏa ra, thầm nghĩ tiểu hòa. Hiện tại phải xem ngươi rồi. Oanh, một đoàn hỏa diễm đỏ rực đột nhiên giấy lên. Nhìn kỹ, trong diễm tâm lại có một đoàn nhỏ màu tím, có vẻ không giống bình thường. Lăng Hàn kinh ngạc, tiểu hỏa quả nhiên khác nhiều, so với lúc ban đầu, tiểu hỏa nuốt chửng một đoàn dị hỏa khác, khẳng định thực lực tăng mạnh, nhưng thay đổi càng to lớn hơn hẳn đến từ hắc tháp. Để nó chân chính thoát thai hoán cốt, đan dược thiên cấp, có hy vọng, liệt diễm hừng hực, ánh lửa ngút trời, không phải chứ? vừa bắt đầu thì hỏa lực mạnh như vậy không sợ không khống chế được sao đúng đấy chỉ có thể bạo lô mà thôi lập tức có rất nhiều người lắc đầu lăng hàn ở trình độ phân kiếm vật liệu tinh luyện để bọn họ than thở nhưng trình độ luyện đan ai thật có chút thảm người như vậy cũng có thể trở thành đan sư địa cấp thổi ra đi tuy mấy đại lão không nói gì nhưng trong ánh mắt cũng toát ra vẻ thất vọng vốn tưởng rằng khí thế của lăng hàn hùng hồ tràn đầy tự tin còn thật sự cho rằng hắn có mấy phần chắc chắn không nghĩ tới chỉ là cậy mạnh mà thôi ai đối phương chỉ là một thanh niên mà thôi sao lại có tự tin với hắn chứ thực sự là buồn cười đan diễm dồi dào như cũ sông thẳng nóc nhà khiến cho lăng hàn cũng phải mở ra lôi đình chiến giáp chống lại nhiệt độ cao một canh giờ hai giờ ba giờ thời gian trôi qua nhanh chóng ồ đã qua bao lâu sao vẫn không có bạo lô đúng chỉ ít ba tiếng sớm nên bể mất rồi chứ chẳng lẽ có hy vọng thành công? Không thể, ta đoán, hắn dùng vật liệu căn bản không phải thiên cấp. Này này này, sẽ không sằng bậy như thế chứ? Mọi người nghị luận sôi nổi. Khang tổ danh thì cười to, đan dược thiên cấp dễ luyện như vậy sao? Nhất định là lăng hàn đã sớm thất bại, chỉ là chết không chịu thua. Sĩ diện mà thôi, chương 454, công dương đại nhân, làm sao bây giờ? Có người xin chỉ thị của công dương Thái Tôn, cái gì làm sao bây giờ? Chứng thực đan sư thiên cấp, có thể luyện chế ba ngày ba đêm, hiện tại mới qua sáu tiếng, người liền hỏi lão phu làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ngăn cản hắn sao, công dương thái tôn hừ một tiếng, người kia ngượng mùng cười, thầm nghĩ không phải mọi người đều biết lăng hàn đã thất bại sao, hà tất lãng phí thời gian của mọi người, đi thôi, không có gì đẹp đẽ, đúng, trở lại ôm lão bà ngủ thôi, nói như ngươi thật có lão bà vậy, a à, phi, có tin ta ôm lão bà của ngươi ngủ hay không, đoàn người rất nhanh tản đi chỉ còn lại mấy người ở bên ngoài, nhị thế tổ như khang tổ danh tự nhiên thiếu hụt kiên trì. Bằng không có thái gia gia đan sư thiên cấp, bây giờ nói không chừng hắn đã bước vào địa cấp, hắn ngáp một cái nói, cao phong, người ở đây bảo vệ, bản thiếu phải đi về ngủ, người nhìn chằm chằm cho ta, ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này chạy, ba ngày vừa đến, bản thiếu muốn tự tay giết hắn, vâng, thiếu gia, chắc cao phong cung kính nói. Khang tổ danh lại cười hì hì với chư toàn nhi. Hắn tin tưởng chẳng mấy chốc mỹ nhân này sẽ thỏa hiệp với mình. Ngoan ngoãn cởi quần áo, ở trên giường lấy lòng mình, hắn không nhịn được run lập cập, có chút vội vã không nhịn nổi, hận không thể lập tức đến bá vương ngạnh thượng cung. Không vội, vư vật này nhất định là của hắn. Đối với thần thai cảnh mà nói, chỉ cần không phải chiến đấu kịch liệt, như vậy thức trên 10 ngày nửa tháng cũng không phải vấn đề. Bởi vậy, chư Toàn Nhi, chắc Cao Phong đều canh giữ ở ngoài đan phòng. Mặt khác, Thạch lão Công Dương Thái Tôn cũng như thế, lại thêm mấy đan sư địa cấp, gần như có 10 người, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, Lăng Hàn còn đang không ngừng luyện đan, mà càng ngày càng nhiều người trở về đan phòng lần nữa. Có vẻ như Lăng Hàn vẫn chưa thất bại, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy, ở trong quá trình Lăng Hàn luyện đan, hắn rút ra từng cái mạch văn từ trong lò luyện đan, khẽ điều chỉnh, lại đánh vào lần nữa, đó là mạch văn của các loại vật liệu ở trong lò luyện đan. Nhận thiên địa tinh hoa, tự nhiên sẽ hình thành mạch văn, luyện đan chính là để những mạch văn này lấy loại phương thức nào đó dung hợp, cuối cùng mới sẽ sinh ra hiệu lực kinh người, có điều điều phối mạch văn chỉ có ở lúc luyện chế đan dược tiên cấp mới có thể dùng. Bởi vậy, nhìn thấy những mạch văn này dương động, cùng với thủ pháp thông thạo của Lăng Hàn, chúng đan sư đều chấn kinh đến tê cả da đầu. Thiếu niên này, thật đang luyện chế đan dược thiên cấp, ta sát, hơn nữa, đã hai ngày vẫn không bảo lô, trái lại rèn luyện tinh hoa trong dược liệu, hiện ra mạch văn, điều này nói rõ cho đến hiện tại Lăng Hàn còn rất thuận lợi. Thành công, đây thực sự là quá kinh người, lẽ nào thật sự sẽ thành công sao? Trong lòng mọi người đều không nắm chắc, luyện chế đan dược có thể nói là đi trăm dặm, bán 90, không tới thời khắc đan thành, ai cũng không có thể xác định có thành công hay không. Sai lầm ở bất kỳ phân đoạn nào, đều sẽ tạo thành thất bại chí mạng, huống chi, điều chỉnh mạch văn, để hết thảy vật liệu cộng hưởng, mới là một bước khó khăn nhất một chút sơ sẩy toàn bộ đều thua có thể đến bước này lăng hàn lại rất dễ dàng nhưng hắn là đan đạo đế vương kiếp trước tới cấp bậc gì thánh cấp thậm chí luyện chế ra đan dược bán thần cấp xưng là thần cấp cũng không quá đáng hắn khiếm khuyết chỉ là năng lực kích phát hỏa diễm ngoại trừ cái này hắn tự nhiên không cần sợ hắn tiện tay mà làm mười ngón linh động như đánh đàn được kêu cực kỳ ung dung trôi chảy từng mạch văn hiện lên lại bị hắn điều chỉnh đánh trở về trong lò luyện đan mạch văn đối ứng dược lực biến hóa ở dưới hắn điều chỉnh sản sinh giao hòa phát triển về hướng hắn mong muốn thậm chí có lúc lăng hàn còn nhắm hai mắt dường như trở lại tiếp trước đan dược thiên cấp chút lòng thành đan dược thánh cấp cũng chỉ như thế lấy năng lực khống chế của lăng hàn chỉ cần cho hắn vật liệu thần cấp chân chính nói không chắc hắn cũng có thể luyện ra đan dược thần cấp này 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 là ta hoa mắt sao vì sao vừa nãy thật giống như nhìn thấy hắn nhắm hai mắt ồ ta cũng nhìn thấy sát tên này là quái thai sao luyện chế đan dược thiên cấp cũng hững hờ như vậy mọi người kinh ngạc thốt lên thực sự là bị hù sợ rồi lăng hàn vận dụng càng ngày càng thuần thục đối với mỗi một bước đi đều rõ như lòng bàn tay ngón tay như có linh tính đùa bỡn đặc tính của các loại vật liệu trong lòng bàn tay ung dung vui vẻ theo ba ngày tiếp cận mạch văn từ trong lò luyện đan bốc hơi ra cũng càng ngày càng nhiều chỉ liếc mắt nhìn liền có thể làm cho đan sư địa cấp xanh mặt. Nhưng Lăng Hàn lại không để ý, tốc độ hai tay tăng nhanh, đều đâu vào đấy, tuyệt không thể tả, Khang Tổ Danh đã tới lần nữa, thấy cảnh này sắc mặt không khỏi âm trầm, coi như Lăng Hàn thất bại, nhưng trình độ như vậy thật đã tiếp cận thiên cấp rồi. 18 tuổi chuẩn đan sư thiên cấp, đây cũng quá đáng sợ đi, rốt cục, mỗi mạch văn đều bị Lăng Hàn đánh trở về trong lò luyện đan. Không còn hiện ra, thời gian cũng sắp hết ngày thứ ba, oanh, bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện mây đen. Không có dấu hiệu nào, mà trong đó có sấm chớp rất mạnh, xì 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 vang rền. Trong truyền thuyết, thời điểm luyện thành đan dược thiên cấp, sẽ có lôi kiếp giáng lâm, không để nó ra lò. Chuyện này ý nghĩa là lăng hàn thật luyện ra đan dược thiên cấp. Bằng không làm sao có khả năng đưa tới lôi kiếp, nhưng cái này cũng là bước khó khăn nhất. Chỉ cần đan dược luyện chế ra không đạt tới trình độ, sẽ hóa thành cho tàn ở dưới lôi kiếp. Nhưng nếu đạt đến, thì lại hấp thu lực lượng thiên đạo trong lôi kiếp mới có hiệu lực thiên cấp chính thức ngay cả hóa thần cảnh ăn một viên đan dược thiên cấp cũng sẽ bảo thể mà chết hoàn toàn không có cách nào chịu đựng sức mạnh của thiên đạo có điều chúng ta có thể bị lôi kiếp lan đến gần hay không sắc mặt của mọi người có chút đen bọn họ chưa từng trải qua lôi kiếp ngay cả xem cũng không xem qua chỉ là nghe nói có chuyện như vậy mà thôi lùi lùi công dương thái tôn biến sắc hắn thân là đan sư địa cấp trung phẩm tự nhiên biết đan dược thiên cấp ra lò sẽ đưa tới lôi kiếp đó cũng không đùa giỡn a à. mọi người vội né ra đến một bước này người người đều xác định lăng hàn luyện chế chính là đan dược thiên cấp bằng không không thể đưa tới lôi kiếp như vậy chỉ cần chờ đan dược vượt qua lôi kiếp lăng hàn chính là đan sư thiên cấp hàng thật đúng giá mà dù cho không vượt qua hắn cũng có tư cách xưng là chuẩn đan sư thiên cấp sắc mặt của thạch lão chắc cao phong đều tái xanh tuy bọn họ một là linh anh cảnh một là sinh hoa cảnh nhưng thật muốn đối đầu với đan sư thiên cấp vậy sẽ bị người vây giết thành cho có bao nhiêu người cầu đan sư thiên cấp luyện đan trong đó càng không thiếu cường giả thiên nhân cảnh hóa thần cảnh trước mặt cường giả như vậy linh anh cảnh lại tính cọng lông coi như có cấm chế ngăn cách hóa thần cảnh tới đây sẽ nguyên khí đại thương nhưng chỉ cần lăng hàn đăng cao nhất hô bảo đảm linh anh cảnh của bắc vực sẽ thề chết không từ không cần đan sư thiên cấp chuẩn thiên cấp liền được rồi bởi vì linh anh cảnh không cần đan dược thiên cấp, địa cấp trung phẩm là đủ. Chương 455, ra mặt của Khang Tổ Danh cũng co rúm. Hắn biết, coi như Lăng Hàn thất bại, cũng không người nào dám động một vị đan sư chuẩn thiên cấp. Coi như thái gia gia hắn đến, cũng sẽ cực kỳ coi trọng Lăng Hàn, 18 tuổi chuẩn thiên cấp, cách thiên cấp còn xa sao? Tại sao trên đời có thể có quái thai như vậy? Cái này để cho người khác sống thế nào a? À? Chỉ có chư toàn nhi thì ánh mắt phát quang, nàng biết Lăng Hàn có thiên phú kiệt xuất ở đan đảo, nhưng không nghĩ tới đối phương thật có thể trở thành đan sư thiên cấp. Cái này cho nàng kinh hỉ quá to lớn, hoành, Lăng Hàn trực tiếp mang theo lò luyện đan đi ra, đưa mắt quét qua, phát hiện một quảng trường trống rỗng, vội vã chạy tới, mọi người rõ ràng, hắn muốn ở nơi đó cho đan dược trải qua lôi kiếp. Đều dồn dập chạy tới quan sát, Lăng Hàn chạy đến nơi, tay phải vạch chân nắp lò. Nhất thời ba viên đan dược màu bích lục giống như nắm giữ sinh mệnh dồn dập từ trong lò luyện đan bay ra chạy từ tán về bốn phía nhưng vào lúc này lôi kiếp không có dấu hiệu nào phát động xoảng ba tia lôi điện đánh xuống đánh lên ba viên đan dược đùng 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 ba viên đan dược bị đánh rớt xuống lăng hàn tiếp được nhưng một viên bị đánh thành cho tàn chỉ còn dư lại hai viên rơi vào trong tay hắn đây chỉ là hồi nguyên đan bình thường nhất tự nhiên chỉ có thể đưa tới lôi kiếp bình thường nhất đánh một phát liền xong mà kiếp trước lăng hàn luyện chế đan dược bán thần cấp Vậy thì đưa tới cửu sắc thần lôi, sức chút nữa lan đến hắn, đến nay nhớ lại vẫn để hắn tim đập thình thịch, sắc mặt trắng bệch, hắn nắm hai viên hồi nguyên đan ở trong tay, giơ lên thật cao, đan dược không có thành cho. Thành công, trời ạ, à, đan sư thiên cấp 18 tuổi, tuy mọi người không biết Lăng Hàn luyện chế đan dược gì, nhưng bọn họ chỉ cần biết rằng đó là đan dược thiên cấp liền được. Bái kiến Lăng đại sư, hết thảy đan sư đều quỳ xuống, ngay cả công dương thái tôn cũng không ngoại lệ. Trong ánh mắt lóe lên cuồng nhiệt, trời ạ, à, Bắc vực rốt cục xuất hiện một vị đan sư thiên cấp, hơn nữa còn phá kỷ lục 18 tuổi, trong lịch sử có người nào so sánh được, coi như Lăng Hàn vạn năm trước được tôn xưng là Đan đạo đế vương cũng chỉ có thể bái phục chịu. Thua, Ly Kỳ nha, hai đời thiên tài đan đạo lại đều có tên Lăng Hàn. Trùng hợp kinh người, Thạch lão quỳ xuống, chắc Cao Phong hơi do dự, sau đó cũng quỳ xuống, chỉ có Khang Tổ Danh thì run run, trời ạ, à, hắn lại sai người đánh giết đan sư thiên cấp, dù thái gia gia của hắn đến cũng cứu không được hắn a. À. Xong đời, xong đời, hắn sợ đến hai chân run rẩy, muốn chạy trốn về Trung Châu, trốn ở trong khang gia không ra nữa, nhưng bước chân như nặng vạn cân, một bước cũng không bước nổi. Lăng Hàn tiện tay thu hồi hai viên hồi nguyên đan, cái này ở Bắc vực là bán không được, chỉ có đi tới ba vực khác hoặc Trung Châu lại nói. Hắn nhanh chân đi về phía Khang Tổ Danh, làm Khang Tổ Danh càng thêm sợ hãi. Lúc này, coi như Lăng Hàn một trưởng đập chết hắn, bảo đảm cũng không người nào dám nói cái gì. Thế giới hiện nay, có thể hạn chế Lăng Hàn chỉ có hai vị đan sư thiên cấp khác. Nhưng bọn họ đều ở Trung Châu, ngoài tầm tay với, đùng, khang tổ danh quỳ xuống, khóc dòng nói, cầu Lăng Đại Sư tha mạng, cầu Lăng Đại Sư tha mạng, hắn lăn qua lộn lại cũng chỉ có một câu như vậy. Thực sự là bị dọa đến hoang mang lo sợ rồi, Lăng Hàn xông lên đánh một trận, điều này cũng đại biểu hắn không muốn giết người. Bằng không nào phiền phức như thế, trực tiếp chém một kiếm là được. Này là hậu nhân của đồ đệ hắn, hắn quyết định dạy dỗ một lần. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây ngẩn, ai có thể nghĩ tới đan sư thiên cấp đức cao vọng trọng lại bạo lực như vậy. Ở trước mặt mọi người ra tay đánh người, này có gì khác du côn lưu manh. Lăng Hàn vừa mới dựng lên hình tượng vĩ đại nhất thời ầm ầm sụp đổ. Đương nhiên, lực uy hiếp của đan sư thiên cấp không yếu bớt chút nào, vẫn khiến người ta phải ngước nhìn, đánh thoải mái một trận lăng hàn mới thu tay nói lấy cửu diệp hắc linh chi ra khang tổ danh đầu tiên là sững sờ sau đó mới phát hiện mình còn sống mà hắn cũng không phải ngu ngốc trước chỉ là bị kinh ngạc sững sờ bây giờ suy nghĩ một chút nếu lăng hàn chịu đánh mình vậy thì đại biểu đối phương không muốn giết mình không khỏi bay lên cảm giác vui mừng khi sống sót sau tai nạn hắn vội vàng lấy cửu diệp hắc linh chi ra đưa tới cho lăng hàn nói xin lỗi lăng đại sư bởi vì đây là vật liệu mà Thái gia gia đang muốn luyện chế một loại đan dược. Vì lẽ đó ta mới thu lại, hừ, lợi dụng tên tuổi của Thái gia gia ngươi không ít đi." Lăng Hàn lãnh đạm nói, Khang Tổ Danh run lên, hắn nghe ra không vui trong giọng nói của Lăng Hàn, vội nói, "Ta nhất định sẽ sửa, cũng không dám nữa." Lăng Hàn hừ một tiếng, điểm ra một chỉ, đặt lên đan điền của Khang Tổ Danh, "Lăng đại sư, ngươi làm gì ta?" Khang Tổ Danh vội vàng nói, hắn không có cảm giác thân thể dị dạng nhưng tuyệt không tin lăng hàn sẽ vô duyên vô cớ điểm hắn lăng hàn cười nhạt nói chỉ là để ngươi không làm được nam nhân mà thôi a à, khang tổ danh hét lên hắn rất háo sắc mất đi năng lực nam tính vậy hắn sống còn có ý nghĩa gì không hắn gọi đến tan nát cõi lòng không 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 ta muốn làm nam nhân ta muốn làm nam nhân câm miệng lăng hàn đánh hắn một tát muốn trở về nam nhân cũng không khó xem ngày sau ngươi biểu hiện đi Khang Tổ Danh liền vội vàng gật đầu, ta nhất định sẽ hào hào biểu hiện, nhất định hào hào biểu hiện, Lăng Hàn gật gù nói, vậy nhìn xem đi, Khang Tổ Danh không khỏi thất vọng, hắn dĩ nhiên muốn lập tức khôi phục năng lực nam tính, nhưng hắn có thể ép buộc Lăng Hàn giải cấm chế cho hắn sao? Hắn khóc không ra nước mắt, sớm biết hai ngày trước nên trốn về Trung Châu, càng không nên phát sinh xung đột với Lăng Hàn, ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại khốn kiếp như vậy? Rõ ràng có thực lực của đan sư thiên cấp, lại thích làm đan sư địa cấp hạ phẩm hại hắn đá một khối thiết bản chết oan a à, nhưng hiện tại hắn không dám một lời oán hận chỉ có đàng hoàng đứng trang nghiêm lăng hàn đạt được cửu diệp hắc linh chi tâm tình tự nhiên rất tốt đi thôi nói xong hắn liền đi ra bắc đan các lăng đại sư vô số đan sư đều xông tới trời à từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp qua đan sư thiên cấp a đương nhiên phải chiêm ngưỡng một hồi thạch lão và chắc cao phong quỳ gối ở trước mặt lăng hàn dồn dập thỉnh tội lăng đại sư xin thứ cho chúng ta lúc trước tất lễ bọn họ đều không để ý nét mặt già nua tàn nhẫn bạt tay mình hết cách rồi đan sư thiên cấp a toàn bộ đại lục chỉ có ba cái địa vị có thể so với và hư cảnh ai dám đắc tội lăng hàn thiếu kiên nhẫn nói không cần theo ta ta còn có chuyện phải làm còn có hai người các ngươi chạy đi tử lâu của ta làm công một tháng làm tốt ta coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh nếu làm không tốt khà khà Chúng ta nhất định sẽ làm tốt." Thạch Lão và Trác Cao Phong cùng kêu lên, vẻ mặt kinh hỉ. Chương 456. Bất Lãng Tửu lâu lại sáng tạo ra một kỳ tích, trước có hai nhân vật trên thiên kiêu bảng làm công ở trong tử lâu. Cái này đã gây nên náo động rất lớn, bởi vì nhân vật trên bảng tương lai tất thành sinh hoa cảnh. Nhưng hiện tại, chẳng những có một vị cường giả sinh hoa cảnh tình nguyện làm tiểu nhị, thậm chí còn có một cường giả linh anh cảnh cũng không tiếc đến bưng trà rót nước. Linh anh cảnh a, tồn tại đứng đầu võ đạo bắc vực. Hiện tại, còn có ai dám quấy rối ở bất lãng tử lâu, ngay cả thiên thi tông cũng phải cân nhắc một hồi, nếu không sẽ mất hết vốn liếng, tiền mất tật mang, không chỉ hai vị này. Khang tổ danh cũng ngoan ngoãn tới đây làm công, mà thân phận của hắn cũng rất nhanh liền rõ ràng. Đan sư huyền cấp thượng phẩm, trực hệ đời sau của Khang tử thạch, một trong hai đan sư tiên cấp ở Trung Châu. Ta sát, nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà kinh ngạc thốt lên cái này thậm chí còn náo động hơn chuyện cường giả linh anh cảnh làm hầu bàn khang thiếu ra thân phận cỡ nào có thể nói dám nênh ngang đi đá cửa của một cốc ba tông ngay cả cường giả linh anh cảnh cũng phải cúi đầu nhưng bây giờ thì sao ngoan ngoãn làm hầu bàn ta sát ta sát ta sát nhưng lăng hàn không hề hứng thú với những chuyện này hắn nguyên bản muốn lập tức chạy về vũ quốc nhưng thập nhị thiên bí cảnh sắp mở ra mà hắn lại được chìa khóa của xạ thủ cung bỏ qua cơ hội lần này thì phải chờ trăm năm nữa. Hắn cân nhắc mãi, quyết định trước tiên luyện chế ra bổ linh đan, sai người trở về vũ quốc, để lăng đông hành khôi phục linh tan trước, sau đó chờ hắn từ trong bí cảnh đi ra, lại về nhà một chuyến. Hơn nữa, nếu hắn khôi phục thân phận đan sư thiên cấp, tự nhiên không thể lãng phí, lập tức viết một phong thư, sai người đưa tới Đông Nguyệt Tông, yêu cầu Đông Nguyệt Tông phóng thích mẫu thân. Hắn đương nhiên sẽ không nói nhạc hồng thường là mẫu thân của hắn khó tránh khỏi ngạo ra sẽ chơi cân não lợi dụng nhạc hồng thường đến khống chế hắn chỉ là thái độ cương quyết yêu cầu bọn họ thả người mang tới cực dương thành đưa vào bắc đan các hắn căn bản không nói nguyên nhân làm sao ta là đan sư thiên cấp ta tùy hứng như thế người cắn ta đi thập nhị thiên bí cảnh từ hư không hiện lên đến có thể chính thức tiến vào tổng cộng cần một tháng thời gian hiện tại đã qua mười mấy ngày chỉ mười mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn mở ra chỉ là mười mấy ngày nay Lăng Hàn lại vô cùng phiền phức, các đan sư của Bắc Đan các đều coi hắn như thần tượng. Từng cái từng cái cực kỳ cuồng nhiệt, mỗi ngày lại đây bái kiến, không thấy được người cũng không sao, nhất định sẽ ở bên ngoài quỳ lại hành lễ, coi Lăng Hàn là một loại tín ngưỡng, một đồ đằng, đều đến bái kiến như vậy, tự nhiên không che giấu nổi tin tức, người của Cực Dương Thành mới biết, hóa ra ông chủ của Đan Vương Các và bất lãng Tửu lâu chính là đan sư thiên cấp mới lên cấp chẳng trách nhiều người có thân phận lớn chạy đi làm công như vậy chẳng trách đan vương các dám nói khoác như thế đan sư thiên cấp vẫn chưa thể xưng vương sao như quý đức dung thủy cô thành cũng không coi sự tình làm công ở tửu lâu là sỉ nhục nữa ngược lại chuyện này thành vinh quang của bọn họ các ngươi nhìn hai chúng ta là võ giả đầu tiên được làm công so với linh anh cảnh sinh hoa cảnh gì kia còn sớm hơn luận thân phận hai người kia cũng phải gọi bọn họ là sư huynh kỳ thực lăng hàn rất nhàn hắn đã luyện chế ra bổ linh đan rồi. Sai lưu quý đồng chạy một chuyến, có một vị đan sư địa cấp hạ phẩm ở một bên chăm sóc. Lăng đông hành khôi phục tất nhiên không thành vấn đề, công tôn Thái Dương càng tự mình chạy đi đông nguyệt tông một chuyến. Có một vị đan sư địa cấp trung phẩm ra tay, còn có thủ dụ của đan sư thiên cấp, liền không tin đông nguyệt tông dám kéo dài không thả người. Mỗi ngày hắn đều đang nghiên cứu thiên đô lôi cương trận. Dưới các loại suy tính, hắn cảm thấy sẽ xúc tiến kiếm đạo của hắn, hàn thiếu. Chư tiểu thư cầu kiến, Lăng Hàn đang ở trong viện phòng đoán trận đạo, Chu Vô Cửu gõ cổng, đi tới thấp giọng nói, Lăng Hàn hơi do dự một chút, nhân tiện nói, để nàng đi vào đi. Vâng, Chu Vô Cửu đáp ứng rời đi, kỳ thực nếu đổi thành người bình thường hắn chắc chắn sẽ không vào thông bẩm. Nhưng Chư Toàn Nhi chính là Bắc vực đệ nhất mỹ nữ. Hắn chân tâm hy vọng đối phương có thể trở thành quyến lữ của Lăng Hàn. Cũng chỉ có Bắc vực đệ nhất mỹ nhân mới xứng với nhân vật như Lăng Hàn. Một lát sau, cửa viện bị nhẹ nhàng mở ra sau đó đi tới hai người chư toàn nhi còn có chư long tinh hiện tại chư long tinh là nửa điểm ngạo khí cũng không có không nhịn được cúi đầu cực kỳ thành thật toàn nhi bái kiến lăng đại sư chư toàn nhi cúi người hành lễ quần trắng đẩy ra như một đóa hoa tươi xinh đẹp chư long tinh cũng quỳ gối nói bái kiến hàn thiếu lăng hàn nhấc lên tay nói có chuyện gì không hắn không có thời gian lãng phí a lăng đại sư có thể thay Toàn Nhi luyện chế phục hổ tiên vận đan hay không? Chư Toàn Nhi dùng, ánh mắt tràn ngập ước ao nhìn Lăng Hàn. Được, Lăng Hàn thoải mái đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể kiếm đủ vật liệu, ta mở giá tình bạn. Một linh khí cấp 9 coi như thù lao liền được. Mười linh khí cấp 8 cũng được. Có điều linh khí cấp 7, vậy ít nhất một ngàn kiện. Mặt của chư Toàn Nhi trắng bạch, coi như nàng là bắc vực đệ nhất mỹ nữ. Nhưng bán nàng đi có thể đổi được một linh khí cấp 9 sao? Ha ha, chỉ đùa một chút, làm sao cũng là bằng hữu một hồi, cầm vật liệu đến là được. Lăng Hàn cười nói, trư Toàn Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất ngượng nghịu, tuy miễn phí dụng luyện đan, nhưng phục hổ thiên vận đan tổng cộng cần dùng đến ba loại vật liệu thiên cấp. Cái này không tiện nghi hơn một linh khí cấp 9 bao nhiêu. Nàng một thần thai cảnh nho nhỏ, làm thế nào đạt được? Lăng Đại Sư, ngài là đan sư thiên cấp, nên có biện pháp tìm được ba vị chủ dược chứ? Nàng thăm dò hỏi, Lăng Hàn hư một tiếng nói, ngươi có phải là bị người làm hư không ta và ngươi có quan hệ gì sao tại sao phải giúp ngươi dung mạo của ngươi quả thật không tệ nhưng cũng chỉ như vậy chớ nghĩ ai cũng là đứa ngốc chứ toàn nhi bị hắn quát mắng như thế nhất thời nước mắt chảy ra nàng chưa bao giờ cảm giác ráng rấp như vậy là một chuyện may mắn nếu không phải thiên phú võ đạo của nàng kiệt xuất khẳng định sớm đã thành đồ chơi của người khác nhưng đối mặt nhị thế tổ hung hăng như khang tổ danh nàng cũng cảm thấy vô lực bởi vì đối phương dễ dàng liền có thể bắt được mạch môn của nàng. Thậm chí có thể dùng thủ đoạn cứng rắn được thân thể của nàng. Không phải người nào cũng giống yêu hồi nguyệt giảng phong độ như vậy. Ở bắc vực xác thực không ai dám làm gì nàng, nhưng hàng thiên đại lục cũng không phải chỉ có một bắc vực. Lăng đại sư, nàng rất đáng thương nhìn lăng hàn, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, dù tâm điện sắt đá cũng sẽ nhũn ra, nhưng ý chí võ đạo của lăng hàn còn cứng rắn hơn sắt thép. Hắn không chút để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn thiên tài mỹ nữ này, chư Toàn Nhi cắn răng nói, Toàn Nhi biết nên làm như thế nào, nói xong quay đầu rời đi, Lăng Hàn có chút buồn bực, nàng biết cái gì, nhưng bất kể nàng a à. ồ, sao ngươi còn chưa đi, hắn quét nhìn chư Long Tinh, khà khà, anh rể, chư Long Tinh tập hợp tới, vẻ mặt nịnh hót nói, phốp, Lăng Hàn phun ra một ngụm trà lên mặt hắn, chương 457, khạc, khạc, Lăng Hàn không ngừng ho khan, nhìn chư Long Tinh nói, ngươi gọi ai anh rể hả? Kha kha, tỷ của ta xinh đẹp như vậy, anh rể ngươi lại anh minh thần võ, tỷ ta không lấy ngươi thì lấy ai? Các ngươi tuyệt đối là trời sinh một đôi. Chư Long Tinh tập hợp tới, thấy sang bắt quàng làm họ, nói hiu nói vượn, Lăng Hàn trợn mắt, nhưng Chư Long Tinh không sợ, vẫn tươi cười nói, anh rể, ngươi chưa từng thấy dáng dấp của tỷ ta, chỉ cần ngươi gặp, ngươi nhất định sẽ yêu thích, đẹp đến để ngươi nhìn một chút sẽ mê ly. Vẻ mặt lăng hàn cổ quái nhìn hắn tên này đến tột cùng là đệ đệ của Trư Toàn Nhi, hay là tú ông của nàng nhỉ? Ngẫm lại Trư Toàn Nhi cũng thật đáng thương, vì ân sư chịu đạo thương mà không ngừng bôn ba, thêm một đệ đệ không bớt lo như vậy, một lòng một dạ muốn gả nàng cho người quyền quý, để che nắng che mưa cho hắn. Lăng Hàn thiếu kiên nhẫn, chỉ tay nhấn tới, "Anh rể, ngươi làm gì thế?" Trư Long Tinh không rõ, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, "Ta để ngươi tạm thời mất đi năng lực đàn ông mà thôi." Cái gì năng lực của đàn ông? Chư Long Tinh cũng sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, nhất thời sợ đến hét dầm lên. Anh rể, sao ngươi có thể như vậy với ta? Ta là một mảnh trung thành tuyệt đối, muốn gả tỷ tỷ cho ngươi nha. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn nói, chỉ cần ngươi không gọi ta anh rể nữa, ta sẽ cân nhắc giải trừ phong ấn cho ngươi. Anh rể, chư Long Tinh ở phương diện này lại cực kỳ kiên trì. Ngươi thật không muốn làm nam nhân. Lăng Hàn kinh ngạc, anh rể, ta sẽ chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Trừ Long Tinh hoàn toàn tự tin nói, hắn tuyệt đối không phải ngu ngốc, ngược lại, hắn là người thông minh, Lăng Hàn là ai, 18 tuổi mà thôi, nhưng đã trở thành đan sư thiên cấp, đại lục chỉ có ba người, châu bò nhất bắc vực, hơn nữa, tu vi của hắn càng đạt đến thần thai cảnh, lúc trước kiểm tra sức chiến đấu trên thiên kiêu bảng, càng nổ ra sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh. Thiên tài đan đạo, võ đạo như vậy, mấy vạn năm mới có thể ra một người, còn có bắp đùi nào mạnh hơn sao? Trừ Lịch Tinh vừa nghe nói tin tức Lăng Hàn trở thành đan sư thiên cấp. Liền quyết định anh rể này chỉ cần có thể trở thành em vợ của Lăng Hàn. Vậy trên đời này còn ai dám động một sợi tóc của hắn? Em vợ của đan sư thiên cấp này còn trâu bò hơn Đông Nguyệt Tông Tông Chủ, Bắc Đan các các chủ A. À? Bởi vậy, hắn cũng không ngại hiện tại nếm chút khổ sở. Hắn cực kỳ tin tưởng mị lực của tỷ tỷ, nhất định có thể đánh động Lăng Hàn, mà chỉ cần Lăng Hàn trở thành anh rể của hắn còn cần lo lắng trên người có phong ấn gì sao? Đến thời điểm đó, hắn tự nhiên sinh long hoạt hổ, không biết có bao nhiêu mỹ nữ sẽ đầu hoài tông bão với hắn. Nhẫn nhất thời, quang minh một đời, lựa chọn như thế nào còn không dễ dàng sao? Trừ long tinh kề cận lăng hàn, như một tấm da trâu, làm sao cũng đuổi không đi, để lăng hàn rất đau đầu. Người nói làm thịt hắn, nhưng hắn không làm chuyện xấu xa gì, chỉ kêu hắn vài tiếng anh rể. Đây cũng không phải là lời mắng người gì a à? Lăng hàn thở dài nói, người muốn thế nào mới không gọi ta là anh rể. Anh rể, người cưới tỷ ta đi. Tỷ ta tuyệt đối là nữ nhân tốt nhất trên đời. Không chỉ ôn nhu, hơn nữa còn là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Anh rể ngươi không thiệt đâu. Chư Long Tinh nói, Lăng Hàn nhìn Chư Long Tinh, lộ ra một nụ cười. Ai nói ngươi ngốc, vậy khẳng định mình mới là đứa ngốc. Làm người hai đời, hắn tự nhiên biết Chư Long Tinh đánh cái ý định gì. Chư Long Tinh khiêm tốn nở nụ cười, thả tư thái đến cực thấp. Bất luận làm sao, hắn cũng sẽ không bỏ qua đoạn nhân duyên tốt này. Ngày thứ hai, ngoài ý muốn, Trư Toàn Nhi lại tới tửu lâu, chủ động đưa rượu bưng thức ăn. Chuyện này nhất thời để bất lãng tửu lâu càng thành tiêu điểm. Bắc vực đệ nhất mỹ nữ lại làm tiểu nhị ở nơi đây. Nguyên bản tửu lâu đã chen chúc lần thứ hai thăng cấp xếp hàng. Không thể không nói, hiệu ứng mỹ nữ hoàn toàn thuấn sát linh anh cảnh, sinh hoa cảnh, chí ít thạch lão, chắc cao phong làm phục vụ đưa tới khách nhân là tuyệt đối không nhiều như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, đây chính là giác ngộ của chư toàn nhi sao là một nữ tiểu nhị logic của nữ nhân hắn thực sự là không hiểu mị lực của chư toàn nhi lớn đến không cách nào hình dung chỉ hai ba ngày chu vô cửu tàn giả quảng nguyên liền thành người kiên định ủng hộ nàng thậm chí ngay cả lưu vũ đồng và lý tư thiền cũng bị nàng lung lạc hoàn toàn không coi nàng là người ngoài Trư long tinh thì càng khỏi nói hoàn toàn tự xưng là em vợ ra mặt dày đến quả thực tên bắn không thủng hiện tại chỉ có hổ nữ là đứng bên trận tuyến với Lăng Hàn. Giờ này tiểu nha đầu không có hảo cảm với chư Toàn Nhi. Bây giờ càng nhìn nàng khó chịu, nhè răng trợn mắt, thật giống như muốn nhào tới cắn một cái vậy. Khoảng cách thập nhị tiên bí cảnh mở ra cũng càng ngày càng gần. Lăng Hàn liền dẫn mọi người xuất phát, chư Toàn Nhi tự nhiên theo bọn họ, thật giống như kế thừa ra mặt dày của đệ đệ, không cảm thấy có gì không thích hợp cả. Nơi thập nhị tiên bí cảnh mở ra ở phía đông, cực dương thành, cách khoảng vạn dặm, lấy cước lực xe ngựa để tính, gần như chỉ 4 ngày, đoàn người thuê hai chiếc xe ngựa, nam nhân một chiếc, nữ nhân một chiếc, nguyên bản Lăng Hàn khẳng định là ngồi cùng các nàng Lưu Vũ Đồng. Nhưng lần này bởi vì có chư Toàn Nhi, hắn lựa chọn ngồi cùng đám người tàn giả, bởi vì có thể tránh chư Toàn Nhi sử dụng hắc tháp. Một đường tiến lên, bọn họ khó tránh khỏi gặp phải tạc nhân đánh cướp, nhưng chỉ cần chu vô cửu hoặc quảng nguyên, tàn giả tùy tiện điều động một cái là được dễ dàng liền đánh cho sơn tặc tè ra quần sau bốn ngày bọn họ đi tới vũ cô cốc lúc này đã có rất nhiều võ giả đến trước ở ngoài cốc dựng lên lều vài chờ bí cảnh mở ra thung lũng này rất thần bí cả năm bị sương mù che lấp bất luận người nào đi vào đều sẽ lạc phương hướng bị vây chết ở bên trong chỉ có ở trước một tháng khi bí cảnh mở ra sương mù nơi này mới biến mất mà lối vào bí cảnh thì ở sâu trong thung lũng bởi vậy muốn phán đoán bí cảnh có mở ra hay không liền cực kỳ đơn giản phái người canh giữ ở cửa sơn cốc quan sát sương mù có tiêu tan hay không là được chư tiên tử nhìn thấy chư toàn nhi xuống xe ngựa có ít nhất hơn trăm thanh niên trẻ vọt tới mỗi người hai mắt phóng hồng quang cực kỳ cuồng nhiệt bắc vực đệ nhất mỹ nhân tuyệt không phải thổi ra chư toàn nhi hiển nhiên nhìn quen cảnh tượng như vậy thành thạo ứng phó tào nhã rồi lại lạnh nhạt để người không thể thân cận nhưng lại khiến người ta không sinh ác cảm hiển lộ hết phong thái nữ thần ha 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 nghe tiếng bắc vực có mỹ nhân tuyệt sắc đã lâu quả nhiên danh bất hư truyền một thanh niên trẻ bước ra ngoài chỉ khoảng 22, 23, phong thần tuấn lãng xoài đến không cách nào hình dung mà càng kinh người chính là sau lưng của hắn lại có một đôi cánh ánh sáng thỉnh thoảng triển khai tản mát ra khí thế cực kỳ bá đạo hắn nhanh chân mà đến người ở hai bên không ai không tâm thần rung động không nhịn được quỳ xuống chương 458 người này như thần linh dáng thế khí thế kinh người rõ ràng chỉ là thần thai cảnh nhưng ý chí võ đạo lộ liễu lực uy hiếp hầu như không thua sinh hoa ở sau người hắn có rất nhiều nữ võ giả mỹ lệ nâng hai gò má trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao không kìm lòng được rít gào một bộ vì quân si mê hắn nhanh chân đi tới trước mặt chư toàn nhi nhếch miệng lộ ra một nụ cười làm cho tâm thần người mê loạn nói chư toàn nhi lấy xuống khăn che mặt để ta nhìn ngươi có tư cách làm tân nương của ta hay không rất đẹp trai, quá thô bạo, văn nhất kiếm, cưới ta, ta nguyện ý làm tân nương của ngươi. Không ít nữ võ giả rít gào lên, cực kỳ điên cuồng, khuôn mặt của chư Toàn Nhi lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua lăng hàn, lạnh nhạt nói, Toàn Nhi đã nhận hàn thiếu làm chủ, chỉ cần hàn thiếu đồng ý, Toàn Nhi tự nhiên sẽ lấy xuống khăn che mặt, ý tứ kia là, chỉ cần lăng hàn không đồng ý, vậy ngươi qua một bên chơi đi, cái gì, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều oanh động, bọn nữ tử tự nhiên không cam lòng chưa toàn nhi từ chối một siêu cấp soái ca. Mà các nam nhân thì gấp đỏ cả mắt, nhận hàn thiếu làm chủ. Đây là ý tứ gì? Người kính dâng cả người ra ngoài rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt hận không thể giết người nhìn chăm chú lăng hàn. Nếu như ánh mắt như kiếm, lăng hàn khẳng định đã bị chém thành mảnh vụn. Nếu như ánh mắt như lửa, lăng hàn cũng khẳng định đã sớm thiêu thành cho tàn. Ha ha, người chính là hàn thiếu gì kia? người trẻ tuổi kia đưa mắt nhìn lăng hàn lộ ra một nụ cười khinh thường ta tên văn nhất kiếm cũng chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tương lai ha ha trung châu có người ngu ngốc tự xưng cái gì thiên hạ đệ nhị kiếm may là hắn không có tự xưng đệ nhất kiếm bằng không ta nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi là kiếm đạo rất đẹp trai nghe hắn nói rất nhiều nữ nhân lại rít vào lăng hàn chỉ cười nhạt nói yêu hồi nguyệt quả thật có tư cách xưng là đệ nhị kiếm trong tương lai nhưng người ta chỉ thấy hèn hạ, có thể thành thiên hạ đệ nhất hèn hạ hay không? vậy còn phải xem trình độ nỗ lực của ngươi. sắc mặt của văn nhất kiếm lập tức âm trầm, ngươi dám nhục ta, nhục ngươi sao? không cảm thấy? chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. lăng hàn nhún vai, văn nhất kiếm ngửa mặt lên trời cười ha ha. trên đời này không ai có thể nhục ta. há, người thật coi mình là cái gì? lăng hàn khinh thường nói, nguyên bản hắn cũng không có hứng thú để ý tới loại cực phẩm này nhưng ai bảo đối phương chủ động chọc đến hắn chứ xin lỗi ta nếu như ta thỏa mãn có thể chỉ phế ngươi một cánh tay văn nhất kiếm ngạo nghễ nói lăng hàn nha một hồi nói nghe khẩu khí của ngươi thật giống như không phải người của bắc vực a à, phí lời bắc vực làm sao có thiên tài như ta ta chính là thiên tài kiếm đạo số một của đông vực văn nhất kiếm không chút khiêm tốn nói ánh mắt đào qua thấy rất nhiều nam tử đều lộ ra vẻ bực tức không khỏi cười gằn thế nào không phục sao không phục có thể phóng ngựa lại đây, ta có thể đánh tới các ngươi phục mới thôi, liền từ ngươi bắt đầu, thời điểm nói đến câu sau cùng, hắn lại nhìn chằm chằm lăng hàn, lấy ngươi còn chưa có tư cách giao thủ với lăng đại sư, một thân ảnh bắn ra, chính là trầm trung thành, ta đến đánh bại ngươi, bạch y kiếm vương, người thứ 8 trên thiên kiêu bảng, bạch y kiếm vương, đánh nổ tên khốn đông vực kia đi, rất nhiều nam nhân thét lên, văn nhất kiếm hung hăng đã khiến chúng nổ, đương nhiên còn có một người cũng thành công địch kia dĩ nhiên là Lăng Hàn, cũng không ít người đã nghe nói Lăng Hàn trở thành đan sư thiên cấp. Chỉ ít ở bề ngoài ai dám hò hét với một vị đan sư thiên cấp. Văn Nhất kiếm kinh ngạc, nhìn Lăng Hàn nói, ngươi là đại sư gì, nói ra ngươi không nên sợ nha. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, ha ha, đại sư gì có thể dọa ta. Văn Nhất kiếm khinh thường nói, ngươi nhiều nhất là đan sư huyền cấp thượng phẩm mà thôi. Tùy độ tuổi của ngươi mà nói, cái này đã rất đáng gờm. Ha 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 ha, toàn trường nhất thời cười to văn nhất kiếm bị cười đến không hiểu ra sao điềm nhiên nói lời của ta có buồn cười như vậy sao ngớ ngẩn hàn thiếu nhà ta là đan sư thiên cấp chu vô cửu quát lên ha 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 lần này đến phiên văn nhất kiếm cười to quả thực nước mắt cũng sắp chảy ra cái này không buồn cười sao người nào không biết toàn bộ hàng thiên đại lục chỉ có hai đan sư thiên cấp nhưng không biết hai vị này cần cù nghiên cứu bao nhiêu năm làm sao có khả năng là thiếu niên trước mắt này nhưng hắn cười một trận lại phát hiện không có người phù hợp mà đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si liếc hắn trừ vài mỹ nữ ánh mắt vẫn cuồng nhiệt trước sau như một lăng đại sư đúng là đan sư thiên cấp thiên hạ kính ngưỡng một lão giả mở miệng hắn là cường giả sinh hoa cảnh của hoàng cực tông là chuyên hộ tống đệ tử trong tông tiến vào bí cảnh không sai lăng đại sư là thiên tài kiệt xuất đứng đầu bắc vực ta không có một trong cường giả sinh hoa cảnh của đại bi tông cũng nói bái kiến lăng đại sư Tất cả, sinh hoa cảnh dồn dập hành lệ với Lăng Hàn. Đan, võ không phải một lĩnh vực, nhưng lại có ngàn vạn quan hệ. Nếu không phải tu vi của Lăng Hàn quá thấp, mấy sinh hoa cảnh này còn phải quỳ hành lễ. Lăng Hàn chỉ nhấc tay, có vẻ nhẹ như mây gió. Loại tình cảnh này kiếp trước hắn nhìn nhiều lắm, đương nhiên sẽ không luống cuống tay chân. Lúc này văn nhất kiếm mới kinh hãi, một sinh hoa cảnh có khả năng đầu óc hồ đồ, nhưng tuyệt đối không thể có hơn trăm sinh hoa cảnh đều động kinh. T thiếu niên trước mặt này thực sự là đan sư thiên cấp. Ta sát, cũng quá trẻ đi, đan sư, địa vị cao cả, coi như người không muốn cầu cạnh đan sư, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội, bởi vì đắc tội một đan sư, đặc biệt là đan sư cao cấp, không cần vị đan sư kia mở miệng, sẽ có rất nhiều người xung phong ra mặt thay vị đan sư này. Nếu như truyền ra sự tình văn nhất kiếm hắn khinh thường một vị đan sư thiên cấp, vậy toàn bộ hàng thiên đại lục còn có đất cho hắn dung thân sao? Văn nhất kiếm kiêu ngạo, nhưng tuyệt không ngu xuẩn bởi vậy hắn lập tức cúi đầu lâu kiêu ngạo nói tại hạ không biết lăng đại sư kính xin lăng đại sư thứ tội lăng hàn mỉm cười nói kỳ thực ta không phải đan sư thiên cấp gì chỉ là một võ giả nho nhỏ mà thôi không phải ngươi muốn giáo huấn ta sao đến 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 chúng ta đánh thoải mái đánh muội muội ngươi ngươi nghĩ ta ngốc sao văn nhất kiếm sao sẽ tin tưởng hơn trăm sinh hoa cảnh đồng thời phối hợp thần thay cảnh nho nhỏ như lăng hàn diễn kịch điều này có thể sao hắn cười ha ha nói, Lăng đại sư thật biết nói đùa, hắn cũng là người khéo đưa đẩy, không bị Lăng Hàn làm khó dễ chút nào. Văn nhất kiếm, đến chiến, trầm trung thành lại chiến ý mười phần, hắn cũng là người sử dụng kiếm, nhìn thấy cao thủ kiếm đạo liền không nhịn được muốn luận bàn. Văn nhất kiếm mới vừa đá vào một khối tiết bản, thật mất mặt, tự nhiên cũng muốn đòi mặt mũi lại, lúc này liền hư một tiếng nói, nếu ngươi muốn bại như thế, ta liền thành toàn ngươi. Chương 459, trầm trung thành không phí lời nữa trực tiếp đâm ra một chiêu kiếm oanh hắn thúc trường kiếm đâm tới văn nhất kiếm thật giống như đẩy ra không phải một thanh kiếm mà là một kiếm sơn cho người ta một loại cảm giác nặng vô cùng nếu như bị chiêu kiếm này đâm chúng tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt đây là ý chí võ đạo của bạch y kiếm vương hắn đã đi ra kiếm đạo thuộc về mình lăng hàn âm thầm gật đầu những người trẻ tuổi đã dồn dập đi ra đạo lộ thuộc về mình chẳng trách sẽ nói leo lên thiên kiêu bảng liền nhất định có thể trở thành sinh hoa cảnh. Xác thực mỗi người đều rất phi phàm, văn nhất kiếm thì khinh thường, tùy ý điểm ra một chỉ, nhưng kiếm ý mạnh mẽ lưu chuyển, có từng ánh kiếm long lánh, oanh, phía sau hắn mở ra hai quang rực, khe khẽ rung lên, để hắn phảng phất như thần linh dáng thế, oanh, chỉ điểm qua một chút, trầm trung thành liền bị chấn bay ra ngoài, trường kiếm suýt chút nữa tuột tay, lại bị hắn miến cưỡng nắm lấy hồ khẩu có máu tươi tung tóe, thậm chí ra nổ tung, rất thê thảm, tất cả mọi người kinh hãi, kia là Trầm Trung Thành a, Bạch Y Kiếm Vương, năm ngoái xếp thứ 29 trên Thiên Kiêu bảng, năm nay thẳng tiến 10 vị trí đầu, đủ để đại biểu sức chiến đấu mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi Bắc vực, nhưng lại bị người một đòn tức bại, hơn nữa chỉ một ngón tay, tê, chênh lệch này cũng lớn quá đi, mọi người đều biết, trong tứ vực một châu, lấy Trung Châu cấp độ võ đạo cao nhất mà trong tứ vực lấy bắc vực lót đáy, ngay cả cường giả hóa thần cảnh cũng không có, nhưng thế hệ trẻ cũng tranh lệch lớn như thế sao, rõ ràng văn nhất kiếm cũng chỉ là thần thai cảnh, coi như thần thai tầng 9, nhưng tranh lệch cũng không cách xa như vậy chứ, ngươi không được, văn nhất kiếm lắc đầu nói, nếu như tu vi của ngươi đạt đến thần thai tầng 9, cùng ta như thế, vậy miễn cưỡng có tư cách để ta xuất kiếm, có điều, ta còn thật có chút thất vọng, cái này chính là thiên tài trên thiên kiêu bảng còn xếp hạng thứ 8, lại khiến chúng nộ rồi. Ha ha, Văn Huynh, vậy ta đến đánh với ngươi một trận. Dương quân hảo đi ra, trong ánh mắt chiến y sáng quắc, Văn Nhất kiếm liếc mắt nhìn hắn nói, có chút thực lực, tuổi gần như ta, tu vi cũng gần như, nói rõ tiên phú của ngươi vẫn còn có thể. Có điều, cảnh giới võ đạo giống nhau, đó chỉ là đại biểu sức mạnh tương đương, nhưng sức mạnh chỉ là một bộ phận của sức chiến đấu mà thôi. Ý của ngươi là, tuy cảnh giới của chúng ta tương đồng, nhưng sức chiến đấu của ngươi hơn ta rất xa. Dương Quân Hảo từ tốn nói, chỉ là trong giọng nói đã mang theo lửa giận. Đó là tự nhiên, văn nhất kiếm như chuyện đương nhiên nói, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Dương Quân Hảo không những không giận mà còn cười, tay rung lên, lấy trường kiếm ra, đây là một linh khí, toàn thân đỏ đậm, mặt trên che kín mạch văn, nhường ngươi ba chiêu, lại một chiêu bại ngươi. Văn nhất kiếm ngạo nghễ nói, quét mọi người một vòng, Dương Quân Hảo cười gần, nhưng lại không nói nhảm chỉ rót sức mạnh vào trong trường kiếm, bắt đầu kích hoạt linh khí, ong ong ong, mạch văn trên thân kiếm tỏa sáng, oanh, liệt diễm vô tận phun trào, trong nháy mắt đã tăng nhiệt độ bốn phía lên rất nhiều. Nhưng thời điểm hỏa diễm phun tới trước người, lại hình thành một cái lồng, bảo hộ hắn ở bên trong, thật giống như tấm khiên, linh khí công phòng đầy đủ, diễm hải nộ đào, cuồng phong hư kiếm, dương quân hạo hét lớn một tiếng, thả người mà ra, mang theo một biển lửa, thanh thế cuồn cuộn dưới chân của văn nhất kiếm hơi động thân hình chớp nhanh xoạt 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 dương quân hảo liên tục tiến công văn nhất kiếm không ngừng né tránh thật giống như bị dương quân hảo chiếm hết thượng phong không hổ là số một trên thiên kiêu bảng thực lực này quá mạnh mẽ đánh bại cuồng đồ đông vực kia cho hắn biết bắc vực chúng ta không phải dễ trêu mọi người dồn dập nói mà những nữ nhân vì văn nhất kiếm điên cuồng kia lại vô cùng sốt sắng nắm hai tay chặt chẽ nâng ở trước ngực cầu khẩn cho văn nhất kiếm Ba chiêu đã qua, Văn Nhất kiếm từ tốn nói, tay phải rung lên, đã có thêm một thanh kiếm, rất đơn giản đâm về phía Dương Quân Hào, nhưng chiêu kiếm này lại phá tan công kích dày đặc của Dương Quân Hào. Một chiêu liền đâm tới tấm chắn hỏa diễm, đồng, tấm chắn kia chỉ run lên liền vỡ nát, mũi kiếm không có dừng lại mà tiếp tục đâm xuống, phốc, xuyên thủng vai trái của Dương Quân Hào, Văn Nhất kiếm thu kiếm, lạnh nhạt nói, chỉ như thế, thật là làm cho ta thất vọng, Văn Nhất kiếm, Văn Nhất kiếm Văn nhất kiếm, các nữ nhân mới vừa rồi còn vô cùng sốt sắng dồn dập hét dầm lên. Có vẻ cực kỳ hưng phấn, mà các nam nhân thì sĩ khí hạ thấp, càng không thể tin được. Mạnh như Dương Quân Hảo cũng bị một chiêu thất bại. Vậy cho dù hổ nữ, lăng hàn lên sân khấu, có thể thắng sao? Lúc trước hổ nữ và Dương Quân Hảo đánh cho khó phân thắng bại. Tuy hổ nữ không có sử dụng răng khủng bố của nàng. Nhưng đồng dạng nói rõ thực lực của Dương Quân Hảo rất cao. Văn nhất kiếm cũng quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi, khiến người ta tuyệt vọng, "Chư toàn nhi, lần này sau khi thám hiểm bí cảnh, theo ta về đông vực được không?" Văn Nhất kiếm hỏi Chư Toàn Nhi, "T, tê, tên này lại dám đào góc tường của Lăng đại sư?" Tất cả mọi người khiếp sợ, mới đầu thấy Văn Nhất kiếm thoái nhượng, còn tưởng rằng hắn sợ Lăng Hàn, nhưng hiện tại lại công nhiên đào người, cái này hoàn toàn là không để Lăng Hàn ở trong mắt a. Hiển nhiên, tên này xác thực không muốn chính diện xung đột với đan sư thiên cấp, nhưng không sợ đan sư thiên cấp chút nào hắn xác thực không thể vác chính diện với đan sư thiên cấp nhưng không có ý nhường nhịn đan sư thiên cấp hiển nhiên không cần cầu lăng hàn luyện đan không muốn lại được tên này thật khiến người ta không nhìn thấu hơn nữa tạc hoạt trước đã tự nhận không dám giao thủ với lăng hàn hiện tại lăng hàn lại tức giận với hắn chẳng phải là phá hỏng mặt mũi đan sư thiên cấp sao truyền đi tất cả mọi người sẽ nói đường đường đan sư thiên cấp lại không có tu dưỡng cậy thế ức hiếp một võ giả thần thai cảnh ánh mắt của lăng hàn phát lạnh hắn cũng không thích bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay nữ đến đánh nổ hắn hổ nữ nhảy ra ngoài ngăn cản lăng hàn sau đó đi đến trước mặt văn nhất kiếm nói xấu xí nữ đánh với ngươi nếu như ngươi thua liền mang nữ nhân xấu xí kia đi nàng quay đầu lại chỉ chỉ Trư toàn nhi tất cả mọi người ngất xỉu tại sao thua có thể mang đi Trư toàn nhi đi vậy bọn họ cũng rất muốn thua sớm biết mình liền lên sân khấu a à, văn nhất kiếm cười ha ha lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa tới cho hổ nữ nói tiểu cô nương cầm qua bên cạnh ăn đi hổ nữ chảy nước miếng hừ hừ nói ngươi cho rằng dùng đồ ăn liền có thể dụ dỗ nữ sao vậy ngươi chảy nước miếng làm gì a à? văn nhất kiếm cười ha ha nói tiểu cô nương này thật thú vị là con cái nhà ai a à? tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn tiểu cô nương này là cắn ra sức chiến đấu của sinh hoa 20 tinh ngươi thử xem đi ở đó mà thú với chả vị vèo hổ nữ bắn ra ngoài, một quyền đánh về phía văn nhất kiếm. Ồ, lăng hàn hơi kinh hãi, hổ nữ đột phá, hiện tại rõ ràng là thần thai cảnh. chương 460, lấy nhãn lực thiên nhân cảnh của lăng hàn, rất ít người để hắn nhìn không thấu. Nhưng hổ nữ là một cái trong đó, trong lúc vô tình, tiểu nha đầu đã thành thần thai cảnh. Thật nhanh, văn nhất kiếm chỉ cảm thấy hoa mát, quả đấm nhỏ của hổ nữ đã đánh tới trước mặt. Để hắn căn bản không kịp ra tay chống đỡ hoặc né tránh nhưng dù sao hắn cũng là thiên tài đương đại, mở chừng hai mắt, bắn ra hai đạo quang mang, đâm tới bàn tay nhỏ của hổ nữ, hoành, một thanh âm vang lên, hai tia kiếm nhãn đánh lên nắm tay của hổ nữ, uy lực không nhỏ, miễn cưỡng đánh lệch nắm đấm của hổ nữ, theo sát gò má của hắn mà qua, ý thức chiến đấu của văn nhất kiếm rất mạnh, nguy cơ vừa giải liền lập tức phản kích, hóa ngón trỏ thành kiếm, đâm tới hổ nữ, vèo, thân hình của hổ nữ lóe lên, lại không còn bóng dáng. Văn Nhất kiếm thầm kêu không ổn, quả nhiên, sau gáy Sinh Phong, hổ nữ đã đánh tới một quyền, hắn vội vàng nghiêng người về phía trước, nhưng tóc đều dựng lên, thật giống như biến thành lợi kiếm, đâm về phía hổ nữ, oanh, một quyền oanh kích, nhất thời có mấy trăm sợi tóc bị hổ nữ đập gãy. Nhưng bàn tay của hổ nữ lại xuất hiện từng giọt máu, đó là bị ti kiếm đánh ra. Hổ nữ giận dữ, quả đấm nhỏ liền oanh, Văn Nhất kiếm một bên dương động ti kiếm đối địch, một bên xoay người chính diện đối lập với hổ nữ, một chỉ điểm ra, nhất thời, chín đạo kiếm khí ngang dọc, ý chí võ đạo lộ liễu, tỏa đạo lực uy hiếp đáng sợ. Thời khắc này, hắn lẫm liệt như kiếm đạo đế vương, khiến người ta căn bản không dám nhìn thẳng, nhưng hổ nữ không sợ, hóa quyền thành trào, vung về những kiếm khí kia, phốc 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 phốc, kiếm khí bị hổ nữ phá nát. Nhưng công kích của hổ nữ cũng tuyên cáo kết thúc, hai người này ra chiêu cực nhanh, phẳng phất chỉ trong chớp mắt, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều cực kỳ hung hiểm bất luận ai chỉ cần hơi có sai lầm liền bị trọng thương bốn phía đều yên lặng như tờ ngay cả hô hấp cũng không nhịn được nhạy lại qua hồi lâu mới truyền ra tiếng hít thở to dài trong lòng mỗi người đều rung động hóa ra hai người này mạnh đến mức độ như vậy bất luận đổi ai lên sân khấu đối mặt hổ nữ tiến công nhất định sẽ trúng chiêu mà đổi thành vị trí của hổ nữ đối mặt văn nhất kiếm phản kích cũng sẽ gặp phải phản vệ vô tình nhưng hai người lại đánh hòa nhau thực sự là đáng sợ. Văn Nhất Kiếm trợn to mắt, tiểu nhà đầu này mới bao lớn, cũng đã có thể ngang hàng hắn. Nếu như tuổi tác của hai người tương đương, vậy không phải đối phương một tay liền có thể chấn áp mình sao? Hổ Nữ hung tính quá độ, không ngừng ra tay, bóng người nhỏ bé nhanh như chớp giật, không ngừng bay vọt, để Văn Nhất Kiếm chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Nhưng hắn sắc thực rất mạnh, dù ở trong hoàn cảnh như vậy cũng có sức chống đỡ, tạo cho Hổ Nữ áp lực không nhỏ, lăng hàn kinh ngạc hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hổ nữ đánh vất vả như thế không phải hổ nữ không muốn dùng răng phân thắng thua mà là căn bản không có cơ hội gần người phát động công kích sức chiến đấu của văn nhất kiếm cũng không thể khinh thường hổ nữ muốn cắn đối phương mà nói tất cũng sẽ bị kiếm khí của đối phương bắn chúng kết quả kia thực sự là khó nói hờ hổ nữ ngừng tay nàng hoàn toàn chiếm cứ chủ động mà kẹo hồ lô trong tay văn nhất kiếm đã bị nàng đoạt đi lúc này đang lột vỏ bọc đường đắc ý nhai ăn Xấu xí, ngươi có thể mang nữ nhân xấu xí này đi. Văn nhất kiếm nở nụ cười nói, ta ngược lại coi khinh người bắc vực. Tiểu cô nương, ngươi là đối thủ của ta. 20 năm sau, ta chờ ngươi tới khiêu chiến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hổ nữ tức giận đến hoa hoa hô to. Sao có người không giữ chữ tín như thế? Rõ ràng nói đánh không lại phải mang nữ nhân xấu xí kia đi. Nhưng bây giờ đi một mình, quá đáng ghét rồi, vẫn là hổ nữ lợi hại, lại đánh hòa văn nhất kiếm. Kha kha thật có ý tứ, thiên kiêu bảng thứ nhất Dương Quân Hảo bị một chiêu miểu sát. Nhưng hổ nữ bài thứ ba lại có thể áp chế văn nhất kiếm. Không biết Dương Quân Hảo có đỏ mặt hay chưa, mọi người nghị luận sôi nổi, hổ nữ quả nhiên không có để bọn họ thất vọng. Đối thủ càng mạnh, nàng cũng càng mạnh, cuối cùng bảo vệ mặt mũi của võ giả bắc vực. Tuy ở đây có rất nhiều người có thể chấn áp văn nhất kiếm, nhưng muốn điều động sinh hoa cảnh, há không phải nói bắc vực không người sao. Nếu như sinh hoa cảnh này là thế hệ trẻ tuổi, Vậy không thành vấn đề, nói rõ võ đạo của Bắc vực hung hăng, nhưng muốn điều động thế hệ trước tới trấn áp, chuyện này quả thật rất mất mặt. Lăng Hàn nhìn về phía Trư Toàn Nhi nói, "Ngươi đi theo ta." Hai người tiến vào trong lều vải, ngăn cản ánh mắt của mọi người, để trong lòng mọi người không khỏi ngứa ngáy. Cô nam quả nữ, có thể làm chút sự tình xấu hổ gì đó hay không? Lều vải rất lớn, chẳng những có bàn ghế, thậm chí còn có giường chiếu, ai bảo hiện tại mọi người đều không thiếu không gian giới chỉ? muốn mang cái gì cứ việc mang cái đó. Lăng Hàn ngồi xuống nói, khi nào ta thành chủ nhân của ngươi? Trư Toàn Nhi dịu dàng quỳ gối nói, Toàn Nhi muốn thay, làm chút chuyện Hàn Thiếu. Lăng Hàn cười ha ha nói, đến tử lâu làm thị nữ, đi theo bên cạnh ta, đây chính là thay ta làm việc. Xin Hàn Thiếu dặn dò, Toàn Nhi nhất định sẽ nỗ lực. Trư Toàn Nhi nghiêm túc nói, Lăng Hàn lườm nàng một cái, lúc nào nữ nhân này biến thành ngốc manh rồi? Hắn lắc đầu nói, thực sự là khó chịu a. À? hắn chỉ chỉ cái bàn nói, đi nơi nào nằm úp sắp xuống, khuôn mặt của chư Toàn Nhi nhất thời đỏ lên, lẽ nào tên này sắc tâm quá độ, muốn làm thịt mình ở chỗ này, nàng vội vàng nói, hàn thiếu, ngươi không nên hiểu lầm, Toàn Nhi là thật muốn làm việc cho ngươi, không phải ta hiểu lầm, là ngươi hiểu lầm, lăng hàn lấy ra một cây roi mây, ta ghét nhất là người không nghe lời, vì lẽ đó, hiện tại ta muốn đánh ngươi, chư Toàn Nhi không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi tới bàn. Nằm bò xuống, nhếch cái mông lên thật cao, cái tư thế này để cho nàng đỏ cả mặt, thật mất mặt a, à. Lăng Hàn cười hì hì, sau khi đánh đối phương một trận, nữ nhân này hẳn là sẽ không quấn quýt mình nữa nha. Đồng, hắn không lưu tình quất tới một roi, phát sinh âm vang giòn giã, có điều, đây chỉ là cây mây phổ thông, làm sao có thể thương tổn được thần thai cảnh, thanh âm đùng đùng không dứt, khuôn mặt của chư toàn nhi càng ngày càng hồng, càng ngày càng thấp, nàng thật giống như rõ ràng cái gì đó không khỏi nhăn nhó, nàng có thể tưởng tượng dáng dấp hiện tại của mình, cái mông nhỏ đầy đặn nên đối diện với lăng hàn đi, quá ngượng mùng, quá xấu hổ, ý thức của nàng có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy mặt nóng kinh người, thật giống như muốn bốc cháy, trong cơ thể càng có một loại cảm giác trước nay chưa từng sinh sôi, lan tràn, bốc lên, rồi chảy ra, đang thời điểm nàng mơ mơ màng màng, lại nghe hổ nữ nói, lăng hàn, ngươi ra tay quá nhẹ, để cho nữ đến giúp ngươi đi nàng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy cái mông truyền đến cảm giác đau đớn làm cho nàng không nhịn được kinh ngạc thốt lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy hổ nữ đang cắn cái mông của nàng